Long Uy Chiến Thần, Uy Long, Huy Vũ. Chương 31 kịp lúc. Lúc này đã gấp lắm rồi, các cô không cần phải quay lại căn cứ nữa, hãy đợi ở đây. Tôi sẽ cho người mang trang phục và mỹ phẩm của phù dâu đến cho mọi người. Sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau tại khách sạn, Uy Long nói. Vâng, các nữ đặc nhiệm Đồng Thanh nói, họ rất vinh dự vì được bảo vệ vợ của Uy Long và thậm chí còn làm phù dâu cho cô ấy. Hãy nhớ giấu súng trong người, nếu bị tấn công các cô cũng sẽ có vũ khí để chiến đấu. Uy Long nói tiếp, vâng. Sau khi giải thích xong, Uy Long nói với Thiên Thành, cậu hãy thông báo cho người của mình ngay lập tức gửi quần áo và nhẫn cưới của chú rể ra căn cứ cho tôi. Vâng, Thiên Thành nói. Hãy kêu họ nhanh chóng mua thêm 20 bộ vest phù rể, 20 bộ váy phù dâu và mỹ phẩm, rồi gửi chúng qua đây, sau đó để đội phù dâu lên đường trước. Uy Long nói tiếp, tuân lệnh, Thiên Thành dứt khoát, Đám cưới đang bị trì hoãn và vợ tôi chắc hẳn đang rất lo lắng. Sau khi đoàn xe bọc thép và đội phù dâu gặp nhau, hãy để cho họ vào thành phố ngay, đến Chu Gia để ổn định vị trí của họ, sau đó tôi sẽ đến." Uy Long nói gấp rút. "Vâng, tôi sẽ gọi để thông báo cho họ ngay lập tức." Thiên Thành liền mượn điện thoại di động và gọi cho Mạc Đinh, người phụ trách việc chuẩn bị lễ cưới. "Xin chào, ai vậy?" Mạc Đinh hỏi khi thấy một cuộc gọi lạ. "Là Thiên Thành đây." Anh Thiên Thành, anh đã đến chưa? Gia chủ của năm gia tộc quốc Tây đã chờ sẵn ở bên ngoài thành phố rất lâu rồi đó." Mark Đinh nói. "Tình hình đã thay đổi, nhưng đừng lo lắng về điều đó. Hãy cứ ở yên đó đợi chúng tôi, chúng tôi đã gửi vài chiếc xe tăng bọc thép đến chỗ anh." Thiên Thành nói. "Ngay cả xe tăng bọc thép cũng được phái đi? Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?" Mark Đinh ngạc nhiên hỏi. "Một đội đặc vụ của quân địch đã xâm nhập vào thành phố quốc hòa với mục đích ám sát huy tướng vì vậy phía thượng cấp yêu cầu phải phái cỗ xe bọc thép đến để đảm bảo an toàn cho anh ấy. Thiên Thành giải thích. Audio điện tử võ tấn bền. Còn có chuyện này sao? Xem ra, lễ cưới này sẽ trở nên vô cùng ngoạn mục. Mark Đinh nói. Ôi, đây cũng chỉ là trường hợp bất khả kháng. Kế hoạch đã thay đổi, đội trưởng Vũ quyết định để các lực lượng đặc nhiệm cải trang thành phù dâu và phù rể để bảo vệ tuyệt đối cho uy tướng và phu nhân của ngài ấy anh hãy kêu ai đó mua ngay 20 bộ trang phục phù rể và 20 bộ váy phù dâu cùng với mỹ phẩm. Còn nữa, bộ vest và nhẫn cưới của uy tướng phải được gửi đến căn cứ phía nam cho uy tướng. Thiên Thành dặn dò, được được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Mark Đinh nói, sau khi cỗ xe bọc thép hợp nhất với đoàn xe của bên anh, các anh hãy lập tức đi vào thành phố và thẳng đến Chu Gia. Uy tướng và tôi sẽ đi trực thăng đến đó nên sẽ không ở cùng đoàn xe với anh. Thiên Thành nói tiếp, vâng. Mark đinh đáp nhanh gọn vì cần phải trở lại căn cứ nam quốc hòa uy long đã yêu cầu bác sĩ quân y cầm máu và buộc chặt vết thương trước sau đó lên xe quay trở lại căn cứ để gắp viên đạn trong cánh tay ra soái tướng tôi đã làm anh bị thương xin cứ việc trách phạt tôi lương tuấn cảm thấy tội lỗi khi đã để uy long phải đỡ một phát súng cho mình liền nói khẩn khoản cậu đâu có tội gì cậu thậm chí sẵn sàng dùng đầu mình để chặn đạn cho tôi sao tôi không thể dùng tay đỡ lại cho cậu chứ Tôi cảm thấy mình đã làm việc đúng đắn, nên đừng dằn vặt vì chuyện này." Uy Long nói, Lương Tuấn vô cùng xúc động xen lẫn chút bối rối. "Thiên Thành, cho cậu ấy một khoản tiền đi." Uy Long nói, "Vâng." Lương Tuấn tròn mắt kinh ngạc, "Uy tướng, tôi đã làm anh bị thương nặng. Tại sao lại không trừng phạt tôi mà còn cho tôi tiền, tôi làm sao có thể nhận nó được?" "Đây là phần thưởng cho sự can đảm và trung thành của cậu, cậu đã không màng tính mạng bản thân mà bảo vệ tôi." mặc dù không thành công nhưng việc này thực sự đáng ghi nhận cậu hoàn toàn xứng đáng với nó hơn nữa lúc nãy cậu đã bị kích động do tiếng đạn nổ phải không hãy nhận lấy số tiền này và tịnh dưỡng cơ thể thật tốt uy long nói lương tuấn ngạc nhiên và không nói nên lời chẳng trách tất cả mọi người lại kính trọng uy long tới như vậy lúc này những đồng chí có nhiệm vụ tìm kiếm quân địch còn sót lại trên núi cũng quay lại báo cáo rằng tất cả kẻ thù ở đó đã bị giết không ai còn sống để thẩm vấn Nghe vậy, Uy Long cũng đã tạm yên tâm và cùng với Vũ Hải, Thiên Thành và những thành viên còn lại của đội đặc nhiệm trở lại căn cứ phía Nam để tiến hành tiểu phẫu cánh tay và chuẩn bị phục trang cho lễ cưới. Các nữ đặc nhiệm được chọn làm phù dâu thì ngồi chờ tại chỗ. Chỉ nửa tiếng sau, Mark Đinh đã gửi váy cưới và mỹ phẩm đến cho họ. Những cô gái này đã hoàn thành việc trang điểm nhanh chóng với tốc độ quân sự và lập tức khởi hành đến thành phố Quốc Hòa để tham gia cùng đoàn xe của năm gia tộc Khánh Hòa. Vest chú rể, nhẫn cưới, đồng hồ và một đóa bách hợp lộng lẫy tinh khôi cũng đã được gửi tới căn cứ cho Uy Long. Sau khi các bác sĩ lấy được viên đạn trong tay Uy Long ra và băng bó cẩn thận, một máy bay trực thăng và sáu máy bay chiến đấu sẵn sàng ở ngoài sân để hộ tống anh cùng đoàn phù rể tới lễ cưới. Cùng lúc đó, Dương Văn Đoàn đã đến khách sạn Thiên Long dưới sự hộ tống của Lý Thắng và Văn Toàn. Khách sạn Thiên Long đã được sửa soạn trang trọng và đầy đủ, nhưng chưa có vị khách nào xuất hiện ở đó. Dương Văn Đoàn là cha nuôi của Huy Long, người thân duy nhất còn lại của anh. Vì vậy, ông cần phải đến đầu tiên, bước vào khách sạn Thiên Long, ông Dương lặng lẽ ngồi uống trà trong khi chờ Huy Long đi đón cô dâu. Lý Thắng và Văn Toàn vẫn luôn túc trực bên ông. Tại Chu Gia, lúc này, khoảng 100 chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài cổng nhà họ Chu. Trong số đó có rất nhiều Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW và những thương hiệu xe nổi tiếng khác. Đây là đoàn xe đón dâu của Trần An Khang, những người trong Chu gia biết rằng Trần An Khang đã tới trước nhà họ và sẵn sàng đón dâu, vì vậy tất cả đã ra ngoài tiếp khách khứa. Được bao quanh bởi một tá những khuôn mặt hớn hở, Trần An Khang tự hào bước vào trong nhà họ Chu. Chu Lệ Ngọc khi thấy đội hình xa xỉ của Trần thiếu thì có vẻ rất hài lòng và bắt đầu tỏ ra kiêu ngạo hơn. Cô ta quay lại nói với Chu Nhược Mai kia, "Chồng tôi đã đến đón tôi." "Tại sao chồng chị vẫn chưa đến vậy?" Có phải anh ta đã bỏ của chạy lấy người rồi không? Chu Nhược Mai hoàn toàn mất tự tin vào lúc này, không dám nói lại với Chu Lệ Ngọc, cô chỉ ngồi cúi mặt và im lặng. Gia đình họ Chu hiện đang rất bận rộn chào đón đội nhà trai của Trần An Khang và không có thời gian để chế giễu Chu Nhược Mai. Khoảng 10 phút sau, các bạn học cũ của Chu Nhược Mai cũng đã đến. "Trông kìa, Nhược Mai, hôm nay cậu thật đẹp." một nữ sinh khen ngợi. "Nhược Mai, chồng cậu chưa đến à?" Lớp trưởng Dương Tịnh Xuyên ngạc nhiên nhìn quanh và hỏi: "Vẫn chưa, mọi người hãy cố đợi một chút, sự tự tin của Chu Nhược Mai đang ngày càng giảm đi." "Được rồi, vậy tụi này cùng ngồi chờ với cậu." Tịnh Xuyên nói và mỉm cười. Ngay sau đó, các thiếu gia của các gia tộc lớn trong thành phố cũng lần lượt đến Chu gia, và Phan Thiên cũng nằm trong số đó, tất cả họ đều đến vì Chu Nhược Mai. Tất cả họ đều đoán rằng hôm nay cô sẽ buộc phải ly dị Huy Long. Chỉ cần Nhược Mai ký giấy ly hôn, họ sẽ ngay lập tức cầu hôn cô. Không chỉ xinh đẹp, Chu Nhược Mai còn là giám đốc của bộ phận phát triển dự án tập đoàn DG. Chỉ cần có thể cưới cô ấy, họ không chỉ được cái danh chồng của người đẹp nhất quốc hòa mà cả gia tộc cũng sẽ được lợi. Họ nhất định không bỏ lỡ cơ hội này. Và lại, tất cả họ đã được biết rằng tuy Chu Nhược Mai và Uy Long đã kết hôn, nhưng hai người họ không có tình cảm với nhau, Uy Long chưa bao giờ chạm vào cơ thể cô. Sau hơn 20 phút chào đón đội hình nhà trai của Trần Thiếu, mọi người mới bắt đầu hướng mắt về phía chu nhược mai nhược mai tên chồng vô tích sự của cô vẫn chưa đến à tôi khuyên cô đừng làm gia đình xấu hổ ở đây nhanh cởi váy cưới ra đi sự vô dụng của uy long đã quá rõ ràng từ đầu tôi đã nói hắn chẳng thể làm được gì mà đúng là trò cười mà các người cũng có tư cách để so sánh với trần thiếu sao thật là một đứa trẻ tội nghiệp tất cả cũng tại ông nội của nó ông ta thực sự đã sai lầm khi giao nhược mai cho uy long cả chu gia và tất cả những người họ hàng đều lắc đầu mỉa mai khuôn mặt của chu nhược mai nóng bừng lên cô chỉ ước mình có thể bốc hơi ngay lập tức nhưng cô chợt nhớ lại cảnh uy long ở dưới đường đêm qua thiên thành và những người khác đã chào anh một cách long trọng và họ còn cùng ngồi trên một chiếc xe jeep cô tin rằng chắc hẳn uy long đang có những việc quan trọng phải làm nên việc đón dâu mới bị trì hoãn như vậy vì lời hứa của uy long cô có thể nhẫn nhịn tất cả sự sỉ nhục này. Nhìn cô xem, cũng bày đặt trang điểm và mặc váy cưới. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cô, nếu tôi là cô, tôi đã bỏ về từ lâu rồi. Nhược mai, cô không cảm thấy mình rất lố bịch à, sao mà cô có thể để giám đốc ngô và bạn thân cùng chịu nhục với mình chứ? Cả những người bạn cùng lớp đáng thương của cô nữa, các người còn dám vác mặt đến đây để ăn trực sao? Những gì mọi người nói càng lúc càng trở nên khó nghe. Các người có thể xúc phạm tôi theo bất cứ cách nào mà các người muốn, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm bạn bè tôi." Chu Nhược Mai nói lớn, "Ôi trời, chị đang bực mình sao? Nếu từ đầu chị chịu khó nhận lời làm phù dâu của tôi, bây giờ chị đã không rơi vào tình cảnh này rồi. Tiếc thật đấy, giờ cho dù chị đổi ý muốn làm phù dâu của tôi đi chăng nữa, cũng không còn có cơ hội đó đâu. Tôi không muốn làm chị xấu hổ, nhưng cũng hết cách rồi. Đây là chị tự làm tự chịu thôi." chu lệ ngọc đắc thắng nói cô chu lệ ngọc hôm nay là ngày cưới của cô xin hãy tự trọng mà làm phúc cho bản thân nếu không sau này e là đến cơ hội hối hận cũng không có đâu ngô tường ninh thấy chu nhược mai bị sỉ nhục một cách thậm tệ thì đứng bật dậy nói đỡ cho cô thật sao mỏi mắt chờ xem chu lệ ngọc cười nhếch mép và lạnh lùng nói tại sao mọi người vẫn còn chưa đi không lẽ mọi người định ngồi đây chịu đựng nỗi nhục này cùng con bé ngu ngốc này sao Kim Ngọc nói với các bạn học của Chu Nhược Mai. Các bạn cùng lớp của Chu Nhược Mai thực lòng cũng cảm thấy có một chút xấu hổ, nhưng họ không muốn bỏ rơi Chu Nhược Mai và vẫn quyết định ở lại bên cô. Họ tiếp tục an ủi Nhược Mai và cổ vũ cô. Mỗi phút giây trôi qua, sự châm chọc của mọi người càng trở nên kinh khủng và nặng nề hơn. Uy Long vẫn không xuất hiện và Nhược Mai dần trở nên tuyệt vọng hơn. Cô đã không còn một chút tự tin nào, chỉ ngồi im lặng, gương mặt dầu dĩ. Cha của Chu Nhược Mai, Chu Hòa, thấy con gái mình đang rất đau khổ ông cũng đau lòng vô cùng nhưng sự đồng cảm của ông cũng không thể giúp gì được trong lúc này bà chu bắt đầu lên tiếng nhược mai ván cược của con đã thua con còn gì để nói nữa không cháu không có gì để nói chu nhược mai đáp với giọng nhỏ xíu và hoàn toàn mất hồn nếu đã thế hãy mau ký vào thỏa thuận ly hôn đi ta đã chuẩn bị thỏa thuận ly hôn cho cháu rồi đây bà chu nói xong liền rút ra một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn chu nhược mai có hơi ngạc nhiên một lúc không ngờ bà cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn việc này thế là bao nhiêu sự chú ý bỗng chốc đều tập trung về phía cô đặc biệt là những thiếu gia trẻ tuổi đang có ý định cầu hôn cô họ đến đây cũng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này cháu không ký chu nhược mai dứt khoát trả lời tại sao không ký cháu bị làm sao vậy bà chu tức giận lúc đầu chính ông nội bắt cháu phải cưới uy long đã ba năm trôi qua rồi Bây giờ khi ông mất bà lại bắt cháu phải ly dị với anh ta. Bà nghĩ cháu là loại người gì, là thứ con gái dễ dãi lẳng lơ bảo sao nghe vậy à?" Chu Nhược Mai cũng nổi giận nói. "Đó là vì ông cháu đã già rồi nên không còn minh mẫn, bây giờ đã quá muộn để quay trở lại." Bà Chu nói. "Ngay cả khi cháu muốn ly hôn, cháu vẫn phải chờ Uy Long quay lại, nếu không có sự chấp thuận của anh ấy thì đơn ly hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì." Chu Nhược Mai nói, ngu ngốc cháu nghĩ hắn ta vẫn còn dám quay trở lại sao? Hắn đã bỏ của chạy lấy người rồi nhược mai à, ngay cả khi hắn mặt dày quay trở về, hắn ta cũng không thể nào so sánh được với Trần Gia. Cháu có thấy đoàn xe đón dâu nhà họ Trần không? Uy Long có bán cái thân vô dụng của hắn ta cũng không thể thuê nổi một chiếc trong số đó. Cháu còn muốn hy vọng gì nữa? Cuộc hôn nhân sai lầm này nhất định phải chấm dứt, bà Chu nói không biết mệt. Cháu đã nói rồi, cháu không ký cháu không tin anh ấy sẽ lừa dối mình. Nhược Mai quả quyết: "Nếu không muốn ký, cô hãy rời khỏi chu gia này luôn đi, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa, ta không có con cháu như thế." Dù sao, cô cũng chẳng chịu giúp đỡ gì cho gia đình này dù đã ngồi ghế giám đốc bộ phận quản lý dự án tập đoàn DG. Cái đồ bất hiếu, bà Chu nổi giận đùng đùng và nói mà chẳng nể nang gì ai. Nghe bà Chu nói vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Không ngờ rằng bà ấy lại định đuổi Chu Nhược Mai ra khỏi Chu gia. Tô Ánh Tuyết thấy Chu Nhược Mai sắp bị đuổi ra khỏi nhà thì rất hoảng hốt và vội vã thuyết phục con gái, "Nhược Mai, con hãy mau nhận lỗi với bà đi. Bây giờ dù sao con cũng đã mặc váy cưới, cứ ký vào thỏa thuận ly hôn đi. Đang có nhiều thiếu gia ở đây, con cứ việc chọn một người và kết hôn ngay lập tức, như thế cũng là giúp Chu gia nở mày nở mặt ngày hôm nay." Chu Nhược Mai cố tình phớt lờ lời mẹ mình, nhưng quay lại nói với bà Chu trong hai hàng nước mắt, "Được rồi, vậy cháu sẽ đi, cháu sẽ ra khỏi chu gia này ngay bây giờ." Nói xong, Chu Nhược Mai bật khóc và quay lại nói với Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng và bạn bè của mình, "Mau đi thôi." Tường Ninh, Tú Hằng và các bạn học cũ của cô cũng vô cùng thất vọng với Uy Long, họ lặng lẽ đứng dậy và đi ra ngoài cùng Chu Nhược Mai. Vừa bước ra khỏi cửa chu gia, nước mắt của Chu Nhược Mai cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, cô oà khóc nức nở. Trái tim Nhược Mai đang tràn ngập nỗi đau đớn và thất vọng với Uy Long. Cô cảm thấy hận và ghét anh ta khủng khiếp, tên khốn này cuối cùng cũng không thể thực hiện lời hứa của mình, lại còn khoe khoang, làm cho cô phải rơi vào hoàn cảnh nhục nhã ê chề. Cô tự hỏi chẳng lẽ với anh ta, trên đời vẫn còn chuyện quan trọng hơn đám cưới ngày hôm nay sao? Các thiếu gia ở đó, bao gồm Phan Thiên, khi thấy Chu Nhược Mai bước ra khỏi chu gia thì họ cũng vội vã rời đi. Sau đó, họ quỳ xuống trước mặt chu nhược mai trên một đầu gối và lấy ra những chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn họ đồng thanh nói nhược mai anh yêu em xin hãy cưới anh phan thiên đã bị sốc khi thấy có quá nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy để tôi yên chu nhược mai lúc đó đang đau lòng tột độ và hét lên với khuôn mặt giận dữ đẫm nước mắt nhưng dĩ nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy nhược mai anh đã yêu em từ lâu rồi hãy cưới anh nhé chỉ cần em cưới anh anh sẽ ngay lập tức tổ chức đám cưới với em, nhất định không để em phải đau khổ nữa. Nhược mai, nếu em đồng ý lấy anh, anh hứa sẽ quay lại thuyết phục bà em suy nghĩ lại. Nhìn này nhược mai, đây là một chiếc nhẫn kim cương có giá gần 200 triệu. Chỉ có người như em mới xứng đáng đeo nó, hãy nhận lấy nó và cưới anh nhé. Nhược mai, người chồng vô lại của em không đáng được trân trọng như vậy. Hắn ta hoàn toàn không có khả năng tổ chức đám cưới cho em, lại còn khoe khoang cạch cớm, để em phải mất mặt. Loại người này không đáng để em phải khóc. Hãy cưới anh, anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới long trọng hơn Trần An Khang và Chu Lệ Ngọc. Tên khốn uy long đã bỏ trốn và hắn sẽ không bao giờ dám vác mặt về nữa đâu. Chỉ cần em cưới tôi, tôi sẽ tổ chức đám cưới cho em ngay lập tức và biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Tất cả các thiếu gia công tử đều vây lấy Chu Nhược Mai và hết lời tranh giành cô, thề non hẹn biển. Đột nhiên, từ đằng xa rộn lên những âm thanh ầm ầm như thể ngọn núi đang rung chuyển và ngày càng tiến lại gần hơn. Mọi người đều giật mình và ngước nhìn lên, trước mắt họ dần hiện lên 8 chiếc xe tăng bọc thép đồ sộ, theo sau là một đoàn toàn những chiếc xe sang trọng và đẳng cấp nhất thế giới lúc bấy giờ, thật là một cảnh tượng tráng lệ và huy hoàng, đang dần tiến về phía chu ra trước ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của tất cả mọi người. chương 32 Tráng Lệ Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng và các bạn bè của Nhược Mai, cũng như tất cả các thiếu gia đang có mặt ở đó, đều đã bị sốc khi thấy một đội hình tuyệt vời như vậy. Các thành viên của Chu gia, người thân, khách, chú rể Trần An Khang, cô dâu Chu Lệ Ngọc, tất cả đều nghe thấy những tiếng động lớn ở bên ngoài và chạy ra để xem rốt cuộc có chuyện gì. Khi nhìn thấy 8 chiếc xe tăng bọc thép, tất cả đều giật mình kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ gần đây lại có cuộc tập trận nào sao? Rất có khả năng một cuộc chiến tranh quy mô lớn đã nổ ra ở biên giới phía Tây đêm qua những cỗ xe bọc thép này tiến về từ biên giới phía Tây. Không, có vẻ như nó đang tiến về phía gia đình chúng ta. Hãy nhìn vào các xe phía sau, tất cả đều được treo hoa, giống như xe đón dâu vậy. Hôm nay ngoài chu ra, còn có con cái nhà nào kết hôn sao? Mọi người đều xì xào bàn tán, mỗi người một ý tưởng. Bà Chu cũng chống nạng đi ra và kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chiếc xe bọc thép kia tại sao lại có vẻ như đang tiến về nhà của bà vậy? không lẽ tới để bắt tội phạm. Trong lúc đó, đoàn xe ngày càng tiến gần hơn và ai nấy đều có thể thấy các thương hiệu xe sang trọng đi theo cỗ xe bọc thép. Nhìn kia, rất nhiều Lamborghini và Maybach. Trời đất, có cả Pagani. Wow, Bugatti Veyron cũng ở đây. Nhìn kia, Koenigsegg, chiếc xe chiến binh. Ôi không thể tin được, kia là một chiếc siêu B, vua của những chiếc xe thể thao. Đám đông dò reo trong phấn khích khi nhìn những chiếc xe sang trọng huyền thoại của thế giới đều đang hội tụ về phía họ, họ không thể tin vào mắt mình. Ngoài những chiếc xe này, còn có Aston Martin, McLaren, Lincoln, Farrier, Rolls-Royce Phantom, VV, v, một loạt những chiếc xe thể thao hàng đầu, những chiếc xe sang trọng đều rực rỡ, trói mắt. Mỗi chiếc xe này ít nhất cũng có giá 10 tỷ đồng. Chỉ một chiếc trong số chúng cũng đủ đè bẹp tất cả đoàn xe của Trần An Khang. Cảnh tượng này thực sự quá đỗi tráng lệ. Có nhiều chiếc xe mà những người có mặt thậm chí chưa từng nhìn thấy ở ngoài đời mà mới chỉ xuất hiện trên trên internet và bìa tạp chí, không thể tin được là tất cả chúng lại xuất hiện cùng một lúc như thế này. Ngay cả bà Chu cũng kinh ngạc đến run hết cả tay chân khi nhìn thấy những chiếc xe sang trọng hàng đầu này. Cả cuộc đời bà chưa từng thấy một cảnh tượng nào hoành tráng hơn thế. Đột nhiên, những cỗ xe bọc thép dừng lại và nép sang hai bên đường để nhường chỗ cho một đoàn xe ở sau đi ra giữa đoàn xe xa xỉ phía sau lái ra giữa đường và tiếp tục tiến về phía chu gia cảnh này chắc chắn là cảnh hùng vĩ nhất trong lịch sử thành phố quốc hòa phải từ cha sinh mẹ đẻ đến nay tôi chưa từng thấy khung cảnh nào xa xỉ như thế này những chiếc xe này đều phủ đầy hoa dường như nó đang diễu hành trong một lễ cưới ấy nhìn kia những biển số này đều là của khánh hòa có khi nào một nhân vật tầm cỡ nào đó ở quốc tây đã phải lòng cô chu nhà chúng ta không chu gia chỉ có cô gái duy nhất đến tuổi kết hôn là chu lệ ngọc còn có cô gái nào khác chứ nhưng chu lệ ngọc sẽ cưới trần an khang kia mà lúc này chu lệ ngọc cảm thấy phấn khích vô cùng và hào hứng nói với trần an khang em không ngờ rằng gia đình anh lại hào phóng như vậy mọi người đã mang đến cho em một bất ngờ lớn đấy em yêu anh trần an khang đổ mồ hôi bất ngờ lớn nào không phải đoàn xe này này là do anh sắp xếp sao chu lệ ngọc ngơ ngác Trần An Khang hoàn toàn không nói nên lời, nếu anh ta có khả năng này, làm sao anh ta phải hạ mình cưới một cô gái hạng hai như Chu Lệ Ngọc. Hãy nhìn vào cấp độ của những chiếc xe này, chúng đều là hàng tiền tỷ, An Khang đời nào có thể kham được chứ? Lúc này, một số khách mời thấy rằng Chu Lệ Ngọc quá tự mãn và bắt đầu mỉa mai. Tôi không ngờ cô Chu Lệ Ngọc này lại kém thông minh như thế. Cô ta còn dám nghĩ rằng đoàn xe này là của Trần gia. Phải, đúng là thiển cận ở quốc hòa này có ai mà không biết trần gia thực sự có năng lực đến đâu họ hoàn toàn không có khả năng đầu tư một đoàn xe hạng sang như thế này đây đâu phải là một hai chiếc xe mà phải đến hàng trăm xe lại toàn những thương hiệu cao cấp như vậy cô ta có mơ thì cũng phải tự biết giới hạn đi chứ ngay cả khi trần gia có thể chi một số tiền để thuê một đoàn xe sang trọng như vậy nhưng còn cỗ xe bọc thép làm sao họ có khả năng đó chứ đó là xe của quân đội kia mà chu lệ ngọc nghe thấy tiếng thì thầm mỉa mai từ đám đông khuôn mặt cô ta dần đỏ lên cảm thấy rất xấu hổ và nói với trần an khang an khang anh làm ơn nói với họ là những đội này do anh đã sắp xếp để cưới em đi chu lệ ngọc em hãy tỉnh táo lại đi có được không đây thực sự không phải là sự sắp xếp của anh anh ta gắt lên nếu không phải anh vậy thì là ai đã sắp xếp việc này chu lệ ngọc ngạc nhiên hỏi hay đó là sự giúp đỡ từ một người bạn nào đó của anh Chu Lệ Ngọc vẫn không bỏ cuộc, anh không nghĩ là anh có quen một người bạn tuyệt vời như vậy. Cậu Trần ngậm ngùi nói, vậy chẳng lẽ một thiếu tá nào đó ở quốc Tây đã phải lòng tôi nên tới cướp dâu không? Chu Lệ Ngọc vẫn tiếp tục ảo tưởng, mọi người bắt đầu nhìn Chu Lệ Ngọc chằm chằm với cái nhìn thương hại, không ngờ cô ta lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Lúc này, vài chiếc xe đi đầu tiên đã dừng lại, 20 phù dâu mặc váy đầm xinh đẹp lần lượt bước ra khỏi xe ngay lập tức họ thu hút sự chú ý của vô số người. Bởi vì tất cả những phù dâu này đều tuyệt vời cả về hình thể và nhan sắc, ngoại hình của họ không kém gì Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng. Thậm chí mỗi người trong số họ có chiều cao và vóc dáng đều đặn như nhau, cứ như một cuộc thi hoa hậu vậy. Những phù dâu tuyệt sắc này, dù bất kể ai trong số họ cũng có thể hoàn toàn lấn át nhóm phù dâu với bộ váy màu hồng thô tục xến sẩm đang đứng xung quanh Chu Lệ Ngọc. Họ là những chiến binh tinh nhuệ của Vũ Hải, những người đã được sắp xếp để bảo vệ chu nhược mai sau khi ra khỏi xe các cô gái liếc nhìn xung quanh và ngay trước mắt mọi người họ đi thẳng về phía chu nhược mai người vẫn chưa kịp lau khô nước mắt trên mặt không khó để có thể nhận ra chu nhược mai giữa đám đông vì cô ấy có nhan sắc quá nổi trội không hổ là đệ nhất mỹ nhân quốc hòa cô có phải là cô chu nhược mai của chu gia không đội trưởng nhóm đặc nhiệm lý hạ lan đồng thời là phù dâu đứng đầu hỏi vâng tại sao cô lại tìm tôi Chu Nhược Mai vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng chưa hết bàng hoàng bởi cảnh tượng tráng lệ hiếm có này. "Cô Chu, chúng tôi được anh Long sắp xếp làm phù dâu của cô." Lý Hạ Lan nói. Lý Hạ Lan vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều sốc và không thể tin vào tai mình. Những phù dâu này, đoàn xe hùng hậu này đều được sắp xếp bởi người chồng bất tài vô dụng của Chu Nhược Mai Uy Long ư? Sao có thể có chuyện vô lý như thế được? điều này là hoàn toàn không thể là sự thật bao năm qua uy long vẫn nổi tiếng là vô tích sự suốt ngày ăn bám gia đình vợ làm thế nào một người như anh ta lại có thể có khả năng này chu nhược mai suýt nữa đã không giữ được bình tĩnh và ngã xuống đất làm sao người chồng ngốc nghếch của cô lại có hậu thuẫn khổng lồ như vậy đừng nói đến anh ta ngay cả toàn thành phố quốc hòa này không ai có có thể có ra thế giàu có tới mức đó ngay cả xe tăng bọc thép cũng có thể huy động được xin lỗi cô có nhầm lẫn ở đâu không có phải các cô đã nhầm tôi với chu lệ ngọc em gái tôi chu nhược mai bối rối không dám tin vào tai mình chu lệ ngọc cũng không tin rằng huy long sẽ có khả năng như vậy cô vẫn nghĩ rằng có một vị chủ nhân trẻ tuổi nào đó ở quốc tây đã thích mình và những phù dâu này đã nhầm cô với chu nhược mai dĩ nhiên chúng tôi không nhầm vợ của anh long là cô chu nhược mai người xinh đẹp nhất quốc hòa không phải cô thì còn ai ở đây nữa lý hạ lan mỉm cười nói Chu Lệ Ngọc đột nhiên chết lặng, cả cơ thể như rơi xuống một đáy vực sâu đen thăm thẳng. Anh Long mà cô nói, có phải Huy Long không? Chu Nhược Mai vẫn không dám tin vào sự thật có phần phi lý này nên muốn xác nhận lại một lần nữa. Vâng, còn ai khác ngoài anh ấy? Lý Hạ Lan nói. Nghe lời này, ai nấy đều không thể tin vào tai mình. Đó thực sự là sự sắp xếp của Huy Long vô dụng. Bà Chu, cũng như mọi người trong gia đình họ Chu, Bắt đầu run rẩy mà không tài nào kiểm soát được vào lúc này, tất cả đều tự hỏi trong lòng rằng rốt cuộc Uy Long người luôn bị họ coi thường thực ra là ai. Chương 33 quá bất ngờ. Tất cả những chuyện này cũng đều được Uy Long sắp xếp. Chu Nhược Mai tròn mắt hỏi lại, "Vâng." Lý Hạ Lan nói. Theo lời xác nhận của cô, ai nấy đều không thể sốc hơn. Chu Nhược Mai có một cảm giác lẫn lộn vào lúc này cô nào ngờ được chồng mình lại giàu có đến mức có thể điều động hàng chục chiếc xe sang trọng đẳng cấp thế giới, thậm chí cả những cỗ xe bọc thép cũng được phái đi. Tất cả điều này giống như một giấc mơ, nó không thể là thật. Nhưng nếu điều này là sự thật, thì tại sao trong 3 năm qua, anh ta vẫn chịu đựng việc bị hạ nhục tại Chu Gia? Về phần Ngô Tường Ninh, mặc dù cô đã biết trước danh tính của Uy Long là chủ tịch tập đoàn DG, nhưng cô không thể ngờ được Huy Long thậm chí lại có thể khiến đám cưới anh ta trở nên giật gân tới như vậy người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Nguyễn Tú Hằng và những người bạn cùng lớp cũng bàng hoàng không kém, dù là trong những giấc mơ điên rồ nhất họ cũng không thể ngờ chồng của Chu Nhược Mai lại quyền lực và giàu có tới mức này. Vừa nãy họ đã bị Chu ra chế giễu, nói rằng họ ở đây chỉ để trực ăn cố cưới, và giờ họ cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Lúc này, khuôn mặt của bà Chu trở nên vô cùng nhăn nhúm. Mới vừa nãy bà còn bắt cháu gái mình phải ly dị với Uy Long, còn tuyên bố rằng cả hai đã bị trục xuất khỏi Chu gia. Vậy mà giờ đây, Tô Ánh Tuyết cũng không thể giữ được bình tĩnh, con rể của bà, người luôn bị bà ta coi thường, hóa ra lại là một ông lớn giàu ngầm. Nếu có thể biết trước điều đó, bà đã đối xử tốt hơn với anh. Những người họ hàng đã châm biếm Chu Nhược Mai lúc nãy giờ đây lại bắt đầu cảm thấy rất hài lòng với cô, còn những vị thiếu gia trẻ tuổi vừa cầu hôn Chu Nhược Mai cũng vô cùng xấu hổ vào lúc này. Chồng cô quá hoàn hảo, bọn họ làm gì đủ khả năng cạnh tranh chứ? Lúc này, hai người phù dâu đặc biệt đã đưa Chu Nhược Mai đến đứng ở giữa để bảo vệ an toàn cho cô. Những người không liên quan, hãy tránh xa ra, Lý Hạ Lan lạnh lùng nói. Khi cô nhìn thấy những chàng trai đang quỳ trước mặt Chu Nhược Mai và cầm hộp nhẫn trên tay, cô lườm họ với ánh mắt sắc như dao và hất mặt về phía trước tỏ ý không thiện trí. Các vị thiếu gia kia nghe Lý Hạ Lan nói vậy thì đều xấu hổ và lẳng lặng bỏ về. Tuy nhiên, một người con trai họ trương thấy rằng Lý Hạ Lan là một phù dâu rất xinh đẹp, bèn đưa nhẫn cưới ra trước mặt cô gái, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh muốn cưới em, hãy cưới anh nhé. Dù sao đi nữa, anh ta đã bị Chu Nhược Mai từ chối, nhưng chiếc nhẫn đã sẵn sàng trên tay. Thật tuyệt khi có thể kết hôn với nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng này. Tất cả những người còn lại đều lấy làm bất ngờ, đồng thời có phần ngưỡng ngộ trương thiếu ra vì đã táo bạo tới như vậy. Nếu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết này thuộc về Trương Thiếu Gia, họ thật sự có chút tiếc nuối. Biến đi, Lý Hạ Lan khịt mũi nói và thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh ta. À, hát 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 họ trương hét lên khi bị Lý Hạ Lan đá cho một phát. Nhìn thấy cảnh này, mọi người khẽ hít mạnh một hơi, cô gái này thật là hung dữ. Tại sao sức mạnh dưới chân cô lại lớn đến vậy, Trương Thiếu Gian gã lăn trên mặt đất mấy vòng trước khi dừng lại, và anh không thể lập tức ngồi ngay dậy được những thiếu gia khác lúc nãy còn tiếc vì không bạo dạn được như cậu chủ trương giờ đây lại thở phào nhẹ nhõm vì đã không hành động thiếu suy nghĩ để phải chịu xấu hổ như vậy hai người là ai lúc này Lý Hạ Lan mới hỏi Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng những người cũng đang mặc váy phù dâu bởi vì Chu Lệ Ngọc cũng kết hôn ngày hôm nay nên cô không thể biết giám đốc Ngô và Tú Hằng là phù dâu của ai Tường Ninh và tú hằng vừa thấy Lý Hạ Lan đá trương ra lăn lông lốc chỉ bằng một chân thì cảm thấy có chút sợ hãi và không nói nên lời. Hai người họ là phù dâu của tôi, Chu Nhược Mai nói nhanh. Ra vậy, nếu thế hai người cũng hãy đứng vào bên trong đi. Lý Hạ Lan cảm thấy hai người này cũng cần được bảo vệ nên đã yêu cầu họ đứng trong vòng vây. Vào lúc này, hàng trăm chiếc xe đẳng cấp đã bắt đầu đổ lên hai bên đường. Đoàn xe đón dâu của Trần An Khang cũng đang đậu đầy hai bên đường bây giờ cả trăm chiếc xe khác lại tiếp tục đỗ trên con đường ở phía trước cửa chu gia trải dài hàng cây số trông như một con rồng dài trần an khang biết rằng đoàn xe của anh ta đã hoàn toàn bị lép vế không thể đón cô dâu trước vì đường đã bị chặn chỉ khi đoàn xe trang trọng này rời đi đội của anh ta mới có thể nhúc nhích được lúc này hai nhóm vệ sĩ có vũ trang chạy lên từ phía sau đoàn xe và đứng hai bên đường những người bảo vệ này đều được nạp đạn thật khiến mọi người sợ hãi lùi lại và không dám bàn luận quá nhiều nữa không thể nào làm sao uy long vô năng lại có thể có một đội ngũ chất lượng như thế này được chu lệ ngọc cao mày khó chịu thực tâm cô không bao giờ tin chuyện này là sự thật nhiều người khác cũng có cùng một câu hỏi làm thế nào mà kẻ vô dụng nổi tiếng lại có thể có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy lúc này những người trong những chiếc xe hạng sang bắt đầu bước ra khỏi xe và tất cả đứng bên cạnh xe chờ đợi hãy nhìn xem, đó là Hà Văn Sinh, người đứng đầu gia tộc họ Hà ở Khánh Hòa. Thần Linh ơi, ngay cả thiếu gia Hà cũng ở đây. chương 34 nước mắt hạnh phúc. Nhìn xem, Đàm Xuân Phong, thiếu chủ của gia tộc họ Đàm ở quốc Tây cũng đến đây. Ôi trời, cả thiếu gia Dương Thành, người đứng đầu Dương gia ở quốc Tây nữa kìa. Còn có cả trịnh gia trịnh tú trung và lý hạo của lý gia nữa, thật không thể tin được. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? ai nấy đều kinh ngạc thốt lên, họ không thể tưởng tượng được rằng đại diện của năm gia tộc nổi tiếng nhất quốc Tây cũng có mặt ở đây. Hà Văn Sinh, Đàm Xuân Phong, Dương Thành, Trịnh Tú Trung và Lý Hạo ra khỏi xe nhưng không tiến về phía trước, họ chỉ đứng đợi ở cùng một nơi với tất cả mọi người. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng và những người khác thậm chí còn không dám mơ về điều này. Năm vị thiếu gia kia là những người nổi tiếng nhất quốc Tây và đồng thời nằm trong top những người giàu có nhất trong cả nước những nhân vật tầm cỡ này cũng đến quốc hòa để tham dự lễ cưới của nhược mai và uy long ư những chuyện này ngày càng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người họ bắt đầu thảo luận từng sự việc người có quan hệ với những gia tộc nổi tiếng này thực sự không phải là người bình thường ngay cả những thiếu gia đến từ năm gia tộc bề thế nhất quốc tây cũng đến đây để tham gia đoàn rước dâu tôi tự hỏi uy long này rốt cuộc là người làm trong chính phủ hay tỷ phú quốc gia đây người có thể sắp xếp những việc này thực sự là uy long ư hãy véo tay tôi vài cái đi. Không thể tin được, hãy chờ xem. Mọi người cố gắng mở to mắt hết cỡ, tập trung tất cả sự chú ý và chờ đợi chú rể bước ra. Mặc dù Lý Hạ Lan đã nói rõ rằng điều này được Uy Long sắp xếp, nhưng đội hình này thực sự quá đỉnh, đến mức mọi người khó có thể chấp nhận sự thật này. Trong lòng họ vẫn chưa hết hoài nghi, chống ngực của Chu Nhược Mai đánh liên hồi khiến cô dường như không thể thở được. Liệu chú rể có thực sự là Uy Long? Tuy nhiên, Mọi người chợt nhận ra rằng dù tất cả những người trong đoàn xe đều đã bước ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy chú rể đâu cả. Tại sao tôi không thấy chú rể đâu cả? Chu Nhược Mai không thể kiên nhẫn hơn được nữa và hỏi Lý Hạ Lan. "À, cô Chu, xin lỗi, tôi quên nói với cô rằng trước khi chúng tôi lên đường, anh Lê đã yêu cầu tôi chuyển lời đến cô, anh ấy nói chú rể có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến. Vì vậy xin hãy kiên nhẫn chờ đợi." Lý Hạ Lan nói chú rể thực sự là uy long chu nhược mai lại hỏi câu đó một lần nữa cô chu còn có ai đủ tư cách làm chú rể của cô ngoài anh lê sao lý hạ lan cũng đành cạn lời với câu hỏi của chu nhược mai vậy tại sao anh ta đến muộn cô có biết không chu nhược mai hỏi tiếp uy long còn chưa xuất hiện thì cô vẫn không dám tin ai khác bởi vì anh ấy gặp phải một số rắc rối anh ấy cần chút thời gian lý hạ lan không dám nói với nhược mai về cuộc tấn công và chấn thương của uy long mà không được phép do cảnh tượng tương đối ồn ào nên cuộc trò chuyện giữa chu nhược mai và lý hạ lan không lọt vào tai chu lệ ngọc và những người thuộc chu gia đang đứng đằng xa ha ha tôi đã nói rằng uy long hoàn toàn không thể tổ chức một đội hình mạnh như vậy mà đây rõ ràng là một người khác châu lệ ngọc sau khi đợi một lúc lâu và không thấy uy long đi ra gặp người thân đã cười lớn một cách khoái trá những người trong chu gia cũng thở phào nhẹ nhõm ai cũng có thể là chú rể miễn không phải là uy long bởi suốt những năm qua họ đã luôn luôn lăng nhục anh bêu dều anh quan hệ giữa hai bên thực sự chẳng tốt đẹp gì nếu bây giờ chú rể thực sự là uy long họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn anh ta ngay cả khi anh ta không trả đúa họ vẫn sẽ là người bị đàm tiếu bây giờ tất cả họ đều hy vọng rằng một thành viên gia đình nào đó ở quốc tây phải lòng chu nhược mai nên đã sắp xếp tất cả chuyện này chỉ cần không phải uy long. Không chỉ chu ra, tất cả những người đã xúc phạm hay châm biếm uy long đều không muốn chú rể là anh ta. Đột nhiên, từ trên trời cao vọng lại tiếng phi cơ gầm gào. Mọi người nhìn lên và thấy ba máy bay trực thăng và sáu máy bay chiến đấu đang lơ lửng giữa không chung, ba máy bay trực thăng ở giữa và sáu máy bay chiến đấu đang hộ tống ở hai bên. Khi ba chiếc trực thăng hạ xuống một khoảnh đất rộng gần đó, mọi người đều hết đối kinh ngạc khi thấy Uy Long đang ngồi trên một trong những chiếc máy bay ở giữa. Lúc này, Uy Long đang mặc một bộ vest đen, đeo nơ hoa hồng, trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng muốt và mái tóc vuốt xeo sáng bóng. Trông cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Tư thế oai phong như một vị vua đang làm chủ thế giới. Chú rể không phải là anh thì còn có thể là ai khác. Thấy Uy Long thực sự được chào đón bởi một chiếc trực thăng và có đến 6 người hộ tống hộ tống, mọi người đều sốc đến nỗi không thể tin vào mắt mình, ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O, không nói nên lời. Một lễ cưới với máy bay chiến đấu hộ tống và chú rể từ trên trời rơi xuống. Những cảnh này ngày càng vượt quá sức tưởng tượng của họ, thậm chí đến cả tưởng tượng cũng khó có thể hoành tráng được như vậy, dường như không có việc gì mà Uy Long không thể làm. Khi Chu Nhược Mai thấy Uy Long cuối cùng cũng xuất hiện, trái tim cô như ngừng đập trong giây lát, cảm xúc trào dâng trong đáy mắt và những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống. Chương 35 chắc chắn đến. Ba chiếc trực thăng hạ cánh trên một bãi đất trống gần đó hai chiếc trong số đó chuyên chở các phù rể trong bộ vest. Những phù rể này đều thuộc lực lượng đặc nhiệm được bố trí để bảo vệ cá nhân Uy Long. Đầu tiên họ nhảy xuống khỏi máy bay của mình và sau đó đến trước trực thăng nơi Uy Long đang ngồi và đứng thành hai hàng dài. Lúc này, Uy Long, cùng với Vũ Hải và Thiên Thành, cũng đã xuống máy bay. Trời đất, đó chẳng phải là Trung Ý Vũ Hải, đội trưởng chỉ huy ở căn cứ phía Nam sao? Tại sao anh ta cũng có mặt ở đây? một người nào đó trong đám đông nhận ra Vũ Hải và vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, xem ra vị thế của Uy Long rất lớn, ngay cả Trung úy Vũ cũng theo anh ta đến đây. Khoan đã, hình như anh ta còn mặc vest phù rể nữa kìa, đây thực sự là sắp xếp của Huy Long sao? Ngày càng có nhiều người nhận ra Vũ Hải và kêu lên. Không ai có thể tưởng tượng rằng một trung úy 4 sao như Vũ Hải sẽ cùng Huy Long đi đón dâu. Người bên phải là một binh sĩ mang huy hiệu Đại Long. Một người khác nhìn thấy logo chiến binh trên áo của Thiên Thành và đột nhiên thốt lên. Tuyệt thật, với một chiến binh 4 sao ở bên trái và một chiến binh 3 sao ở bên phải. Ai có thể so sánh với anh ta chứ? Một người khác nói. Thiên Thành đã ở biên giới phía tây trong một thời gian dài, những người này không nhận ra anh ta, nhưng họ có thể nhận ra bộ đồng phục mà anh đang mặc và biết rằng anh là một chiến binh của đơn vị Đại Long. Nhưng gia đình họ Chu thì nhận ra Thiên Thành ngay vào đêm đó trong bữa tiệc gia đình của chu gia thiên thành đã từng đột nhập vào và quỳ xuống ngay trước mặt mọi người để cầu xin uy long quay lại đơn vị tham gia chiến đấu cho quốc gia thời điểm đó tất cả họ đều nghĩ rằng uy long đã mời một diễn viên kịch đến để cùng anh ta diễn một vở kịch ngu ngốc sau đó họ đã chỉ trích và châm biếm uy long không ngớt không ai trong số họ có thể ngờ rằng đây lại là sự thật nghĩ đến đây trên dưới chu gia bắt đầu run rẩy Trần An Khang cũng đã tham gia mỉa mai thậm chí từng đòi đánh nhau với Uy Long, lúc này anh ta cảm thấy mình thật ngu ngốc. Phan Thiên, người đã từng đến nhà Chu Nhược Mai để cầu hôn cô ấy ngay trước mặt Huy Long, sợ đến nỗi đôi chân mềm nhũn và một số người khác trong số họ cũng bắt đầu bồn chồn. Nguyễn Tú Hằng và các bạn cùng lớp không biết phải mô tả tâm trạng của họ thế nào lúc này. Họ không ngờ rằng chồng của Chu Nhược Mai lại là một nhân vật nổi tiếng như vậy. Ngay cả Ngô Tường Ninh cũng bị sốc cô chỉ biết rằng Huy Long giàu có và là chủ tịch mới của tập đoàn DG. Còn lại hầu như không biết gì thêm về hậu thuẫn của anh ta. Cô không biết rằng Huy Long không chỉ giàu có mà còn sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy. Dưới sự bảo vệ của Vũ Hải, Thiên Thành và những đặc vụ giỏi nhất, Huy Long mỉm cười đi về phía Chu Nhược Mai với đóa hoa trên tay. Chu Nhược Mai dường như vẫn đang ở trong giấc mơ, tất cả điều này sao có thể là sự thật được chứ? Rốt cuộc danh tính thực của chồng cô là gì? tại sao nhiều tên tuổi lớn và nổi tiếng như vậy đều tỏ ra khiêm nhường kính trọng anh lúc này uy long dường như đang tỏa ra luồng hào quang rực rỡ mạnh đến nỗi khiến mọi người đều cảm thấy khó thở anh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và tất cả ai nấy đều im lặng thiên thành và vũ hải những chiến binh ba sao và bốn sao vẫn luôn răm rắp đi bên cạnh uy long chu nhược mai nhìn uy long đang lặng lẽ đi về phía mình qua đôi mắt ngấn nước và có chút choáng ngợp nhược mai tôi rất xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi lâu uy long nói với cô trong khi trao bó hoa trên tay tại sao anh đến muộn chu nhược mai không biết phải nói gì lúc này nghĩ về những tuổi hổ mà cô đã phải chịu đựng trong chu gia trước đây cô chỉ muốn trách mắng uy long một chút bởi vì tôi có những việc quan trọng phải làm nên lễ cưới mới bị trì hoãn tôi đã nói rồi mà tôi sẽ cho em một bất ngờ lớn bây giờ trong hoàn cảnh này em có ngạc nhiên không Uy Long nhìn cô chiều miến và hỏi, điều đó còn hơn cả bất ngờ. Anh làm tôi ngạc nhiên quá độ, thật không thể tin được. Chu Nhược Mai nói, nhìn thấy đôi mắt của Nhược Mai với nước mắt lưng tròng, Uy Long hỏi lại, có ai bắt nạt em trong lúc tôi đi vắng à? Không, chỉ là tôi quá xúc động. Chu Nhược Mai bây giờ cảm thấy rất mãn nguyện trong lòng và không muốn đề cập đến sự chớ trêu vừa nãy uy long nhắc thấy một nhóm các chàng trai trẻ xung quanh anh ta vẫn đang cầm hộp nhẫn trên tay và phan thiên cũng ở trong số đó thì hiểu ra vấn đề ngay hẳn là họ muốn cầu hôn chu nhược mai luôn trong hôm nay khi anh vắng mặt ban đầu anh muốn đợi cho đến khi tới khách sạn thiên long và chính thức tổ chức đám cưới sau đó mới trao nhẫn cho chu nhược mai nhưng giờ đây lại thấy rất nhiều người đang muốn cầu hôn vợ mình anh rất tức giận và không thể kiềm chế được nữa vì vậy Uy Long đã lấy ra chiếc nhẫn mà Thiên Thành đã đặt gửi từ nước ngoài về. Lúc này, mọi người đều tập trung vào chiếc nhẫn trong tay Uy Long, khi anh vừa mở hộp, một chiếc nhẫn màu hồng sapphire có hình vành khuyên lấp lánh xuất hiện trước mặt mọi người. "Wow, đây là chiếc nhẫn kim cương hồng bảo huyền thoại." Một người phụ nữ trông có vẻ sành sỏi đột nhiên hét lên. "Ôi trời ơi, tôi đã thấy nó trong một bộ phim Hollywood được chiếu gần đây, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó trị giá hơn 2 triệu đô la Mỹ." một người phụ nữ khác hét lên trong kinh ngạc, tất cả những người có mặt đều nhốn nháo và trở nên mất bình tĩnh. Nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương này, nhưng họ đã nghe nói về truyền thuyết của nó. Tất cả đều không thể ngờ Uy Long lại đủ sộp khi mua một chiếc nhẫn với giá hơn 2 triệu đô la. Nếu thực có thể mua nó mà không bị cháy túi, Uy Long này thực sự có bao nhiêu tiền những thiếu gia vừa định cầu hôn Chu Nhược Mai đã vã hết mồ hôi và vội vã giấu chiếc nhẫn lúc nãy vào túi áo, trong lòng thầm hy vọng không bị ai thấy tình cảnh nhục nhã này. Còn phía Chu gia, đặc biệt là Tô Ánh Tuyết, thực sự đã bị sốc và chết lặng trong lúc này. Khi bà đưa Phan Thiên đến cầu hôn con gái mình, bà thậm chí còn khinh miệt và cho rằng Huy Long sẽ không bao giờ có thể mua được một chiếc nhẫn trị giá hơn 100 triệu đồng cho Nhược Mai nhưng giờ đây mọi người đã nhìn ra giá trị của chiếc nhẫn kim cương hồng bảo kia là hơn 2 triệu đô la. Phải, là 2 triệu đô la nếu bà không nghe nhầm. Uy Long này có thật là con người không vậy, anh ta rõ ràng là quái vật mà. Dĩ nhiên, Phan Thiên cũng choáng váng và chết lặng. Chu Nhược Mai cũng xứng sở vào thời điểm này, cú sốc mà Uy Long đem đến cho cô hôm nay là quá lớn. Đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Bây giờ anh đã đưa đến trước mặt cô chiếc nhẫn cưới trị giá hơn 2 triệu đô này. Đó là thứ mà cả đời này cô cũng không dám mơ tới. Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng và những bạn học cũ của Nhược Mai đều vô cùng phấn khích. Nhược Mai, trong suốt 3 năm qua, tôi đã khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi. Đến tận hôm nay, tôi mới có thể trao cho em một chiếc nhẫn cưới. Không, tôi không dám đeo chiếc nhẫn quý giá như vậy." Chu Nhược Mai lo lắng nói. "Đây là chiếc nhẫn vô song chỉ dành riêng cho nữ nhân vô song em xứng đáng với nó bây giờ hãy để tôi đeo nó cho em nói xong uy long nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của chu nhược mai và đeo chiếc nhẫn lấp lánh lên ngón áp út của cô từ giờ trở đi ngón đeo nhẫn của em không còn là của em nữa nó thuộc về tôi và cả con người em cũng vậy uy long mỉm cười nói bốp 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 một tràng pháo tay giòn giã vang lên đồng thanh Chu Nhược Mai đột nhiên trở thành tâm điểm của tất cả sự chú ý và cả sự ghen tị của vô số phụ nữ. Lúc này, cô cảm thấy hạnh phúc đến nỗi tâm trí trở nên choáng váng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng và thấy ngại ngùng như một cô dâu mới cưới. Một người đột nhiên đứng không vững và ngã gục xuống đất, mọi người đều quay lại xem âm thanh đó phát ra từ đâu, và họ nhận ra người vừa mới ngất xỉu đó chính là bà Chu. Chương 36 không kịp phản ứng. Mẹ, bà ơi, các con cháu của chu ra thấy bà nội đột nhiên ngất đi tất cả đều hoảng sợ và chạy về phía bà những người họ hàng của gia đình họ chu cũng nhanh chóng chạy qua chu nhược mai người đang đắm chìm trong hạnh phúc cũng ngạc nhiên mặc dù cô ấy vừa bị trục xuất khỏi gia đình nhưng người này rốt cuộc vẫn là bà của cô cô ấy không muốn bà có bất kỳ mệnh hệ nào uy long cũng ngạc nhiên không kém khi thấy bà chu bị ngất anh cũng không hề muốn bà chu gặp tai nạn mặc dù bà ấy rất phiền phức và chưa một lần đối xử tử tế với anh nhưng ông chu đã rất tốt với anh uy long tổ chức đám cưới long trọng này cũng chỉ vì muốn gia đình họ chu có thể nhìn nhận chu nhược mai với ánh mắt khác và đối xử tốt hơn với cô ấy coi trọng cô ấy bù đắp cho sự thiệt thòi của nhược mai chỉ đơn giản như vậy chứ không hề có mục đích gì khác vì vậy anh hoàn toàn không muốn tức giận với bà chu nếu bà chu lại gặp chuyện gì đó vào ngày vui lớn nhất đời anh sự kiện hạnh phúc này sẽ trở thành một đám tang. Uy Long, mau đến xem tình hình bà tôi thế nào. Chu Nhược Mai hiện đang được bao quanh bởi một nhóm phù dâu và phù rể, còn mang trên người chiếc váy cổng cành và không thể thuận tiện ra ngoài, chỉ có thể nhờ cậy Uy Long. Những phù rể và phù dâu này có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Uy Long và Chu Nhược Mai. Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn luôn đề cao cảnh giác. Được rồi, tất cả hãy để cô ấy được riêng tư một lát uy long nói với đội đặc nhiệm các phù rể và phù dâu ngay lập tức nhường đường khi nghe lệnh của anh uy long đưa nhược mai ra khỏi vòng vây và đi nhanh về phía bà chu các phù rể và phù dâu theo sau họ tuy nhiên khi hai người vừa mới đi được nửa đường thì bà chu đã tỉnh dậy ôi bà chu thở hổn hển một loạt các cú sốc do uy long vừa mang đến đã khiến trái tim già nua của bà không thể chịu đựng nổi sự phấn khích sen lẫn nỗi lo lắng của bà khiến huyết áp tăng đột ngột vì vậy đã bất tỉnh trong giây lát. Bà tự hỏi liệu uy Long còn có thể gây ra bất ngờ gì nữa hay không? Khi các con và cháu thấy bà Chu vẫn ổn, họ đã đỡ bà ngồi dậy. Lúc này, những vị khách có mặt mới bắt đầu xì xào thảo luận. Bà Chu già này thực sự không có mắt, không nhận ra một người cháu dễ tốt như vậy. Bà ta thậm chí còn đuổi cháu gái mình ra khỏi Chu ra trước mặt bao nhiêu người. Giờ hẳn là Uy Long này chỉ muốn cắt cổ bà ta. Phải, với một chàng rể giàu có và có thế lực như vậy, tại sao Chu gia Sa không biết trân trọng chứ? Chỉ cần Uy Long phất tay một cái cũng đủ để Chu thị trở thành gia tộc bề thế bậc nhất ở quốc hòa này. Bà ta bất tỉnh cũng phải thôi, chắc là phát hiện ra cháu rể của mình giàu có quá nên bị kích động thần kinh đó mà. Đúng đúng, tôi nghĩ bây giờ bà ấy rất hối hận vì đã đuổi cô cháu gái ngọc ngà ra khỏi gia đình vì nếu mối quan hệ giữa Chu Gia và Chu Nhược Mai bị cắt đứt thì đồng nghĩa với việc họ sẽ chẳng thu được lợi lộc gì từ phía Huy Long nữa. Ây ra ta nói đây là nghiệp mà, bà Chu thực sự rất hối hận, nếu bà biết cháu rể của mình có khả năng như vậy, bà sẽ không bao giờ dám làm tổn thương cháu gái chứ đừng nói đến việc đuổi cô ấy ra khỏi Chu Gia. Huy Long cũng lắng nghe ý kiến của mọi người, anh ta lập tức cau mày và dừng lại. Hóa ra trước khi đến đây, bà chu đã đuổi chu nhược mai ra khỏi chu gia và cắt đứt quan hệ với cô chẳng trách lúc nãy cô ấy lại khóc nức nở như vậy nếu đã như thế anh không cần phải gặp lại bà ta uy long tại sao anh dừng lại vậy chu nhược mai ngạc nhiên hỏi bà của em đã ổn rồi chúng ta không cần quan tâm nữa bà ấy vẫn còn rất nhiều người thân chăm sóc mà uy long nói u ưng -um, được rồi chu nhược mai chợt nhớ rằng cô đã bị đuổi ra khỏi gia đình cô không được phép lại gần họ nữa và lại bà cô cũng đã tỉnh lại. Bây giờ tới lượt em giúp tôi đeo nhẫn, Uy Long tiếp tục lấy ra một chiếc hộp nhẫn khác và đưa nó cho Chu Nhược Mai. Cô nhận lấy hộp nhẫn và mở ra một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt mọi người chuyển hướng nhìn từ bà Chu sang tập trung vào hộp nhẫn một lần nữa. Khi chiếc hộp được mở ra, một chiếc nhẫn màu xanh lam dành cho nam giới xuất hiện trước mặt mọi người. Trông màu sắc và vẻ lấp lánh của nó không khác là mấy so với mặt dây chuyền sapphire trái tim của đại dương trong Titanic. Wow, một chiếc nhẫn kim cương màu xanh. Một lần nữa có tiếng ai đó kêu lên từ đám đông. Mặc dù chiếc nhẫn kim cương màu xanh này cũng đắt ngang chiếc nhẫn của Chu Nhược Mai, nhưng nó không hiếm có bằng. Chu Nhược Mai đã không còn quá ngạc nhiên vào thời điểm này nữa, cô đã bình tĩnh hơn nhiều bởi vì trước đó Uy Long mới trao cho cô một chiếc nhẫn vô song hơn 2 triệu đô, không có gì đáng ngạc nhiên nếu anh có thể mua một chiếc khác tương tự như thế. Vì vậy, Cô nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương màu xanh vào ngón đeo nhẫn bên trái của Uy Long. Khi đeo nhẫn cho Uy Long, cô nhận ra anh đang đeo đồng hồ trên cổ tay. Khi kiểm tra kỹ hơn, cô phát hiện ra đó là một chiếc Patek Philippe, Patek Philippe là chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới có giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng. Và cái đang được đeo bởi Huy Long trị giá hơn 4 tỷ. Tuy nhiên, những cú sốc mà Uy Long mang đến cho Nhược Mai ngày hôm nay là quá nhiều. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy anh đeo một chiếc Patek Philippe với hơn 4 tỷ trên tay. Chiếc đồng hồ Patek Philippe này mới được mua bởi Thiên Thành khi Uy Long yêu cầu anh mua chiếc nhẫn. Thiên Thành đã mua chiếc đồng hồ này cho Uy tướng chủ yếu là để phục vụ việc theo dõi thời gian. Uy Long chuẩn bị phải đi về phía Tây để chiến đấu với kẻ thù. Thời gian là rất quan trọng đối với sĩ quan chỉ huy trong chiến tranh. Là tổng tư lệnh quân đội, làm thế nào anh có thể nắm được thời gian khi mà không có đồng hồ? kể từ hôm nay anh chỉ được phép có một người phụ nữ trong lòng anh phải hứa sẽ luôn chung thủy và suốt đời chỉ yêu mình em chu nhược mai nói với vẻ đỏ mặt ngượng ngùng dĩ nhiên rồi từ nay trở đi anh chỉ có một người vợ dù có hàng trăm cô gái xinh đẹp ở xung quanh anh cũng chỉ yêu thương một mình em uy long nói sự ngọt ngào của hai người họ khiến nhiều cô gái có mặt tại hiện trường hét lên ghen tị chú rể thật đẹp trai nếu tôi có thể có một người chồng như vậy dù là trong mơ tôi cũng không muốn tỉnh lại nữa hẳn rồi vợ anh ấy là người đẹp nhất trong thành phố giá mà anh ấy cũng nhìn tôi như thế tôi quyết định rồi những phù rể bên cạnh chú rể cũng rất đẹp trai nếu tôi có thể tìm một người trong đó làm bạn trai tôi cũng thấy đủ mãn nguyện rồi đúng vậy những phù rể này đều vạm vỡ và đẹp trai họ rõ ràng ăn đứt những tên con trai nửa mùa của trần an huy phải, có phải ban đầu Trần An Khang và Châu Lệ Ngọc còn định so sánh đám cưới của họ với anh Lê không? Đúng là không biết lượng sức, chỉ tính riêng đội phù dâu phù rể của Uy Long cũng đủ ăn đứt họ rồi. Hãy nhìn xem, chồng của cô Chu, chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh ấy, đó là một chiếc Patek Philippe, trị giá hơn vài tỷ đồng. Chưa nói tới chiếc nhẫn, chiếc đồng hồ kia còn đáng giá hơn cả đoàn xe rước dâu của Trần thiếu. Anh ta làm sao có thể so sánh với Uy Long? đám cưới của uy Long và Chu Nhược Mai không chỉ lớn hơn của Trần An Khang và Chu Lệ Ngọc 100 lần, mà còn lớn hơn gấp ngàn lần. Lễ cưới này, không nói đến quy mô trong thành phố, tôi cảm thấy không quá khi nói rằng đó là một sự kiện tầm cỡ trên thế giới. Phải, những vị khách được uy Long mời, ngoài các đại úy, trung úy 3 sao, 4 sao, còn có thiếu gia của năm gia tộc lớn nhất ở Khánh Hòa, chỉ vậy thôi cũng đủ nghiền nát cặp đôi Trần ra rồi. Đúng vậy, nếu tôi là Chu Lệ Ngọc lúc này, tôi sẽ chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đó thôi có rất nhiều tiếng bàn tán thảo luận vang lên khuôn mặt của trần gia và chu thị đều nóng bừng hai người họ cuối cùng cũng nhận ra mùi vị mỉa mai họ đã bị đánh bại một cách tuyệt đối lúc này bà chu đi về phía uy long và chu nhược mai với một cái nặng trống bên hông nhược mai vừa nãy bà chỉ đùa vui với con chút thôi con không phiền chứ bà chu nói với một nụ cười hớn hở trên khuôn mặt một trò đùa, Chu Nhược Mai hỏi. "Đúng vậy, ta vừa nói đuổi cháu ra khỏi Chu gia và cắt đứt mọi quan hệ với cháu. Đó thực sự chỉ là một trò đùa thôi, cháu hiểu chứ? Cháu là cháu gái thân yêu nhất của ta, làm sao ta có thể đuổi đứa cháu ta yêu thương nhất ra khỏi nhà chứ?" Bà Chu cố gắng phân trần. Chương 37: Cô dâu khác biệt. Nghe lời bà Chu nói, những vị khách bên cạnh đều khinh bỉ và bắt đầu thì thầm. "Bà Chu này thật thâm độc." Khi đuổi Chu Nhược Mai ra khỏi chu gia, bà ta đã nói rất dứt khoát. Bây giờ thấy cháu nội của mình rộng cửa vào hào môn, đã thay đổi ngay thái độ, còn bày đặt trò đùa này nọ. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy một sự lật mặt nhanh như vậy. Nếu không phải Uy Long bày ra một đội hình lớn như vậy, liệu bà ta có phải xuống nước cố làm hài lòng cháu gái của mình với một nụ cười giả tạo trên mặt. Tôi nghe nói Uy Long từ khi gia nhập chu gia trong 3 năm qua đã luôn phải chịu sự chế giễu và sỉ nhục của họ. Anh ta bị đối xử còn thua cả một con chó. Bây giờ khi anh ấy thể hiện thân thế thực sự của mình, Chu gia này đã ngay lập tức đổi thái độ. Chẳng khác nào bọn tiểu nhân sống chỉ để làm hài lòng người khác. Nếu tôi có người con rể tuyệt vời như thế này, tôi sẽ phục vụ anh ta tận răng. Nhưng xem ra những người nhà họ Chu này đều có mắt mà không thấy Thái Sơn. Bà Chu hơi bối rối khi nghe cuộc thảo luận, nhưng bà không quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là có thể đưa cháu gái và cháu rể trở về Chu gia. Nhược Mai, ta đã không nhận ra là ông của cháu có con mắt tốt như vậy, khi ông ấy thúc giục cháu kết hôn với Huy Long, ông ấy hẳn đã thấy được Huy Long không phải là người bình thường, ta thật ngu ngốc khi lại cố gắng phản đối lúc đó. Bà Chu thậm chí đã lôi cả ông Cố Chu ra, bà nói rằng sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để hài lòng cả hai, hy vọng Huy Long có thể nể tình ân huệ của ông Chu mà bỏ qua lần này. Chu Nhược Mai cũng chợt nhận ra tầm nhìn xa của ông nội vào lúc này. Hóa ra ông ấy đã yêu cầu cô kết hôn với Uy Long không phải vì mù quáng hay thần trí lẫn lộn, mà vì ông ấy thực sự nhận ra tài năng vô hạn của Uy Long, nhất quyết chỉ giao cháu gái mình yêu thương nhất cho Uy Long. Bây giờ trong lòng Chu Nhược Mai có rất nhiều câu hỏi dành cho Uy Long. Tại sao anh ta có thể sắp xếp một đội hình khủng tới như vậy và còn mời rất nhiều người có máu mặt tới tham dự đám cưới? Tại sao anh có thể kiên nhẫn tới vậy? có thể chịu đựng sự sỉ nhục của Chu gia suốt mấy năm ròng rã. Tại sao anh không thể hiện sức mạnh của mình sớm hơn? Dù cô có vô vàn thắc mắc cần được giải đáp, nhưng hiện giờ có rất nhiều người ở đây, không thuận tiện để hỏi, cô chỉ có thể hỏi anh ấy sau khi đám cưới kết thúc. Lúc này, bà Chu lại tiếp tục nói với Uy Long, "Uy Long à, thực sự là con đã phải chịu rất nhiều ấm ức trong nhà của chúng ta suốt 3 năm qua. Thực ra đó đều là ta đã cố ý, mục đích là để trao dồi con" kiểm tra con và giúp con trưởng thành hơn, để xem con có thực sự phù hợp với Nhược Mai nhà chúng ta không. Bây giờ con đã vượt qua bài kiểm tra, cuối cùng chúng ta cũng biết rằng con là người chân thành với Nhược Mai và ta đã yên tâm giao con bé cho con. Hôm nay là ngày vui của cháu và Nhược Mai, bà không cần phải nói điều này thêm nữa, hãy để quá khứ trôi qua đi." Uy Long Hào phóng nói, "Anh tổ chức đám cưới này để làm cho Chu Nhược Mai hạnh phúc và khiến Chu gia có thể đối xử với cô tốt hơn." những chuyện khác, anh thực sự không muốn bận tâm nữa. Là tổng tư lệnh quân đội, đâu anh còn phải bận rộn với rất nhiều việc hệ trọng. Anh thực sự không muốn nghĩ quá nhiều về những việc nhỏ này. Chu Nhược Mai cũng không ngờ Uy Long lại rộng lượng như vậy. Sau 3 năm bị sỉ nhục, anh vẫn có thể mỉm cười, cô càng đánh giá anh cao hơn trong lòng. Vì Uy Long đã bỏ qua, Chu Nhược Mai cũng không quan tâm thêm nữa, vì vậy cô ấy đã nói với bà Chu, vậy bà còn muốn buộc chúng cháu phải ly dị không? Bà Chu đột nhiên đổ mồ hôi và nói, "Uy Long là con rể của Chu gia chúng ta. Sao ta có thể bắt hai đứa ly hôn chứ? Thỏa thuận ly hôn này cũng chỉ là một thử thách cho cháu, để xem cháu có thực sự yêu Uy Long không thôi." Hóa ra cả hai thực sự yêu thương nhau, nên ta cũng cảm thấy an tâm hơn. Bà Chu nói xong liền xé thỏa thuận ly hôn kia ngay tại chỗ. Lúc đó, Uy Long mới nhận ra rằng trước khi anh đến, bà Chu đã buộc Nhược Mai phải ly hôn ngay cả thỏa thuận ly hôn cũng đã được lập sẵn. Lúc này, Tô Lệ Bình cũng bắt đầu thấy gió chiều nào thì xoay chiều đó, liền tâng bốc, tôi biết con rể của tôi là rồng phượng mà, con và con gái ta quả là một cặp trời sinh. Sau đó, bà chỉ vào vị thiếu gia vừa cầu hôn Chu Nhược Mai và nói một cách chán ghét, nhà cậu đúng là không biết lượng sức, cậu có thể so sánh với con rể của tôi sao? Cậu không thấy xấu hổ à, đúng là con cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Các vị thiếu gia khác đều toát mồ hôi trước khuôn mặt thay đổi nhanh hơn là lật sách của Tô Lệ Bình. Đặc biệt là Phan Thiên, người đã được chính Tô Lệ Bình mời đến cầu hôn con gái bà. Tuy nhiên, bây giờ tất cả các thiếu gia này đều đã thấy chàng rể Lê Uy Long của Tô Ánh Tuyết có sức mạnh như thế nào, họ tuyệt nhiên không dám nói gì. Thái độ su nịnh của bà Hoàng và Tô Ánh Tuyết lúc này khiến nhiều người phát bệnh. Cha của Chu Nhược Mai, Chu Hòa, cuối cùng cũng yên tâm khi Lê Uy Long đã có thể đem lại thể diện cho con gái mình ông vừa thấy nhẹ nhõm trong lòng vừa vui mừng đến mức không thể nói nên lời trước đây lệ uy long và chu nhược mai luôn bị người ta chế giễu mỉa mai làm ông rất đau lòng nhưng chính bản thân ông cũng chỉ là một người nhu nhược nể sợ vợ mình nên không dám đứng ra để nói giúp hai đứa con nhược mai không còn sớm nữa khách khứ gần như đã đến đủ hết rồi chúng ta mau chóng đến khách sạn để tổ chức đám cưới thôi vẫn còn nhiều điều ngạc nhiên ở phía sau đấy lệ uy long nói anh không muốn quan tâm tới những con người giả tạo này thêm nữa, chỉ muốn đi cùng cô tới đó. Trong lòng anh vừa hồi hộp vừa phấn khích và tự hỏi không biết Nhược Mai có hài lòng với sự chuẩn bị của mình không. "Hả, lễ cưới của chúng ta sẽ được tổ chức ở khách sạn nào cơ?" Chu Nhược Mai ngơ ngác hỏi. "Thì khách sạn Vạn Niên đó." Lệ Uy Long mỉm cười, nói. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người ngoại trừ Thiên Thành, Minh Hải và thành viên đội đặc nhiệm đều đã bị sốc. Mới một tuần trước, có tin đồn là ai đó đã bao chọn toàn bộ khách sạn vạn niên. Lúc ấy, tất cả mọi người đều đoán giả đoán non, nhưng không ai có thể ngờ rằng vị đại gia đó lại là Lê Uy Long. Nhưng trong lúc này, sau khi được chứng kiến sự quyền lực của Lê Uy Long, họ nhận ra rằng việc anh có thể bao chọn toàn bộ khách sạn vạn niên là một điều hết sức hiển nhiên. Hóa ra anh chính là người đã đặt trước khách sạn vạn niên. Vậy mà anh lại cứ giấu em, tại sao anh không nói trước với em một tiếng? chu nhược mai nói một cách giận dỗi thì bởi vì anh đã hứa sẽ mang đến cho em một bất ngờ lớn mà nếu anh nói trước với em thì còn gì là bất ngờ nữa lê uy long nói được rồi vậy chúng ta đi nhanh lên những vị khách này đã đi một đoạn đường rất dài để đến tham dự lễ cưới của chúng ta đừng bắt họ phải chờ lâu thêm nữa chu nhược mai vừa nói vừa liếc nhìn các vị thiếu gia của năm gia tộc lớn ở khánh hòa đang đứng yên lặng chờ đợi bên những chiếc xe trong lòng cô có chút bối rối được được, Lệ Uy Long cười dịu dàng nắm lấy tay của Chu Nhược Mai, nhanh chóng bước về phía đội xe. Các đặc vụ thiện chiến trong vai trò phù rể và phù dâu đi ở ngay bên cạnh hai người họ, khuôn mặt ai nấy trông đều vui vẻ nhưng vẫn luôn cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh. Xin chúc mừng cô dâu chú rể, lữ đoàn đứng cạnh xe nãy giờ đã chờ đợi rất lâu, khi vừa thấy Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đi qua, họ đồng thanh nói. Hàng ngàn người còn lại ở đó cũng đồng thanh hét lên, tạo thành những âm thanh vang dội cả một vùng trời. "Nhược Mai, ở đây có rất nhiều loại xe sang trọng hàng đầu thế giới, em muốn ngồi trong chiếc nào?" Lê Uy Long hỏi. "Không, em không muốn ngồi trong bất kỳ chiếc xe sang trọng nào." Chu Nhược Mai nói. "Em không thích đi xe hơi sao, vậy máy bay trực thăng thì thế nào?" Lê Uy Long ngạc nhiên. "Không, em muốn được ngồi trong một chiếc xe tăng bọc thép." Chu Nhược Mai nói, khẽ nheo một mắt lại và mỉm cười tinh nghịch. Lê Uy Long rất kinh ngạc và hỏi, tại sao vậy? Bởi vì trước giờ chưa từng có cô dâu nào kết hôn mà đi một chiếc xe tăng bọc thép cả, em muốn thử. Và lại, chiếc xe đó gắn với công việc của anh, con người thật của anh, em muốn hiểu anh nhiều hơn. Chu Nhược Mai nở nụ cười xinh đẹp trên môi, chương 38 nỗi nhục của Chu Lệ Ngọc. Vậy được thôi, Nhược Mai, chỉ cần em thích là được. Lệ Uy Long nói, trong lòng cảm thấy xúc động vô cùng. Vũ Hải và Thiên Thành cũng rất ngạc nhiên khi thấy Chu Nhược Mai lại chọn đi bằng xe tăng bọc thép thay vì nhiều loại xe đẳng cấp khác ngay trong ngày cưới của mình. Nhưng điều này thực sự rất có lợi, các đặc vụ của kẻ thù đã trà trộn vào trong thành phố Quốc Hòa, chúng có thể tấn lê uy long bất cứ lúc nào. Nhưng giờ cô dâu đã chọn di chuyển bằng một cỗ xe bọc thép và tất nhiên chú rể cũng sẽ đi cùng cô. Xe tăng bọc thép có khả năng chống đạn, nó sẽ bảo vệ an toàn cho hai người. Những kẻ cố gắng ám sát Lê Uy Long sẽ không có cơ hội nào để ra tay, ít nhất là cho đến khi họ rời xe. Dĩ nhiên Chu Nhược Mai không biết chuyện này, cô chọn xe tăng bọc thép đơn giản là vì cô chưa từng đi nó trước đây và chỉ muốn trải nghiệm một chút. Những chiếc xe sang trọng thì không thiếu cơ hội để ngồi, nhưng đối với một chiếc xe tăng bọc thép, nếu không tranh thủ ngồi vào lúc này, e là sẽ không còn cơ hội nào nữa. "Giám đốc Ngô, Tú Hằng, chúng ta mau đi thôi." hôm nay chúng ta sẽ được ngồi xe tăng bọc thép đó chu nhược mai hớn hở quay lại nói với ngô tường ninh và nguyễn tú hằng được chúng tôi tới ngay tường ninh và tú hằng đồng thanh nói lớn họ cũng rất phấn khích và muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe tăng bọc thép sau đó chu nhược mai tiếp tục nói với các cựu sinh viên đến dự đám cưới của mình mọi người chúng ta hãy cùng nhau đến khách sạn thiên long thôi những người bạn cùng lớp của chu nhược mai vẫn chưa hết kinh ngạc bởi màn trình diễn tuyệt vời của lê uy long lúc nãy nghe tiếng cô họ mới kịp định thần lại được tụi tớ tới ngay mau đi thôi nào các cậu dương tịnh yên vỗ vai các bạn nói rồi tất cả họ cùng nhập đoàn với đội xe hoa sang trọng vừa diễu hành lúc nãy khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ hớn hở bởi cuộc đời họ chưa từng tham dự một sự kiện nào lớn tới vậy khoan đã con rể tốt của mẹ Ta là mẹ của Nhược Mai, mẹ vợ con. Con không định đưa mẹ tới khách sạn để tham dự lễ cưới của hai đứa sao?" Tô Ánh Tuyết vội vàng la lên và đuổi theo. "Còn cả bà nữa, bà là chủ của gia đình, đám cưới hai cháu sao có thể thiếu bà được. Bà Chu dù đi không vững với một cây gậy, vẫn vội vã đuổi theo đội rước dâu." Bà Chu chưa từng được đến khách sạn Thiên Long một lần nào trong đời. Dĩ nhiên bà ấy không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy những người còn lại trong chu gia cùng với rất nhiều họ hàng ở đó cũng lần lượt đuổi theo họ, yêu cầu được tham dự lễ cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Cha, tôi cứ nghĩ là mọi người muốn dự đám cưới của Chu Lệ Ngọc hơn, nên tôi không dám mời. Nếu bây giờ mọi người lại muốn đến đám cưới của tôi với Nhược Mai, tôi vẫn sẽ hoan nghênh điều đó. Lê Uy Long nói, Chu Lệ Ngọc đó thì có gì tốt, chúng tôi chỉ muốn tham dự lễ cưới của anh. Phải, nói gì thì Chu Nhược Mai vẫn là chị cô ta dù là lễ cưới tổ chức vào cùng một ngày, vẫn phải theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, tất nhiên chúng tôi phải đến dự lễ cưới của cô Nhược Mai trước rồi. Chu Lệ Ngọc cố tình chọn kết hôn ngày hôm nay để chống đối và sỉ nhục hai người. Đó là lỗi của cô ta, là tự cô ta không biết tốt xấu, không phải chúng tôi muốn như vậy đâu. Chỉ vì muốn được tham dự lễ cưới của Lê Uy Long, mọi người đã không ngần ngại chế diễu và lăng nhục Chu Lệ Ngọc. Lê Uy Long chợt thấy bố vợ Chu Hòa vẫn còn trong tình trạng bàng hoàng, anh nói với ông, bố à, đừng choáng váng. Đám cưới của con với Nhược Mai rất cần bố tham dự, bố còn phải dắt cô ấy vào lễ đường nữa mà, chúng ta mau đi thôi. À, được được, Chu Hòa Trấn tĩnh lại và nói một cách hào hứng. Ông nhận ra con rể của mình thật điềm tính, lại tốt bụng, mạnh mẽ, rồi bất giác nhớ rằng mình chỉ là một kẻ nhu nhược, trong lòng ông có chút buồn giàu. Tự hỏi không biết tới lúc nào ông mới có thể ngẩng cao đầu, dũng mãnh như con rể của mình. Về phía Chu Lệ Ngọc, cô ta vẫn đang đứng ngây người ra, vô cùng hoảng loạn vào lúc này, không ngờ rằng mình lại bị phản bội bởi chính những người thân, lại vào ngày đáng lẽ ra cô phải hạnh phúc nhất. Ban đầu Phi Phi đã chọn tổ chức đám cưới vào ngày 26 với mục đích chủ yếu là để sỉ nhục Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, để họ trở nên xấu mặt, nhục nhã trước công chúng. Nhưng đến cuối cùng, chính cô mới là người phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Chu gia lúc này, ngoại trừ cha mẹ của Chu Lệ Ngọc là Chu Hữu Lộc và Thúy Họa, cùng với anh trai Chu Hoàng Lâm đang rất xấu hổ khi chứng kiến độ hoành tráng đoàn rước dâu của Lê Uy Long, còn lại tất cả đều bỏ mặc cô mà đi đến lễ cưới của người chị gái. Lúc này, những vị khách đến tham gia lễ cưới của Chu Lệ Ngọc và Trần An Khang cũng đang yêu cầu được tới khách sạn Thiên Long để tham dự lễ cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Lê Uy Long thậm chí còn nói rào trước, đám cưới của chúng tôi không thể chào đón tất cả những ai muốn tham dự. Chỉ những ai nhận được lời mời của tôi, cùng với Chu gia và họ hàng của Chu gia mới có thể tham gia, những người khác thì xin lỗi. Các người vẫn nên tham dự đám cưới của Chu Lệ Ngọc thì hơn. Lệ Uy Long, với tư cách là Long Thần Chiến Tổng Tư lệnh quân đội đơn vị Đại La, chắc chắn sẽ không tùy tiện để những kẻ ngốc đến dự đám cưới của mình. Và lại, hiện giờ đã có các đặc vụ của kẻ thù trà trộn vào thành phố, nếu có quá nhiều người đến tham dự vào đám cưới của họ sẽ càng làm tăng thêm khó khăn về an ninh, lỡ như các đặc vụ của kẻ thù có cơ hội xâm nhập vào địa điểm tổ chức đám cưới nguy hiểm và những tổn thất có thể xảy ra là không thể lường trước được hơn nữa anh cũng không muốn khiến chu lệ ngọc bị mất mặt cho dù là anh chẳng ưa gì cô ta nếu tất cả những vị khách mà cô ấy mời đều bỏ đi chu lệ ngọc kia e là không chịu nổi mà nhập viện mất dẫu sao vẫn là thành viên cùng một nhà không nên gây bất mãn cho nhau tốt nhất cứ để lại một số khách cho cô ấy những vị khách được mời bởi Chu Lệ Ngọc lắc đầu và thở dài khi nghe Lê Uy Long nói điều này. Ai cũng tiếc nuối khi không được chứng kiến sự kiện long trọng bậc nhất quốc hòa, thậm chí là long trọng nhất cả nước này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ đây họ chẳng còn muốn quan tâm đến lễ cưới của Chu Lệ Ngọc với Trần An Khang nữa. Ai cũng biết rằng giữa Lê Uy Long và Chu Lệ Ngọc, Trần An Khang có một giao kèo so sánh, nếu họ đến đám cưới của Chu Lệ Ngọc biết đâu lại gây thù chuốc oán với Lê Huy Long. Bọn họ thà không tham dự đám cưới của Chu Lệ Ngọc còn hơn là xúc phạm một nhân vật khủng long như Lê Huy Long. Kết quả là, tất cả mọi người đều dần dần bỏ về mà không ở lại tham dự lễ cưới của cô chú em và cậu Trần. chương 39 Cảnh tượng tráng lệ Lê Huy Long và Chu Nhược Mai cùng với Ngô Tường Ninh và Nguyễn Tú Hằng đã lên một chiếc xe tăng bọc thép. Phú Hải và Thiên Thành cũng đã lên một chiếc xe tăng bọc thép tương tự vì xe tăng bọc thép có khả năng chống đạn nên các thành viên đội đặc nhiệm đang đóng vai phù dâu và phù rể không cần phải theo sát để bảo vệ Lê Uy Long. Thay vào đó, họ và các bạn cùng lớp của Chu Nhược Mai, cũng như những người trong gia đình họ Chu, tất cả đều lên xe và yên vị trong đội rước dâu. Có tới cả ngàn chiếc xe đẳng cấp ở đây, không ai sợ thiếu chỗ ngồi. Tất cả những chiếc xe này được gửi tới bởi năm gia tộc lớn nhất ở Khánh Hòa. Mỗi gia đình đã gửi khoảng hơn 100 chiếc xe và Mạc Đinh cũng đã điều động được gần 200 chiếc xe khác. Ba chiếc trực thăng cũng cất cánh để chuẩn bị hộ tống đoàn xe trên không trung. Sau khi tất cả mọi người lên xe, hàng ngàn chiếc xe hơi sang trọng cùng xe tăng bọc thép đã lái về phía khách sạn Thiên Long. Tất cả đều được trang bị vũ khí và đạn dược đầy đủ, sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp. Một cảnh tượng tuyệt vời như vậy đã thu hút sự chú ý của toàn thành phố Quốc Hòa. Người dân đều tập trung quanh lề đường để chứng kiến sự hoành tráng chưa từng thấy trong tiền lệ trước đây tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. lúc nãy khi còn ở chu gia, chu nhược mai đã khóc rất nhiều làm trôi lớp trang điểm. ngô tường ninh và nguyễn tú hằng đã cẩn thận trang điểm lại cho cô trên cỗ xe bọc thép. nhược mai, hãy bình tĩnh, đừng quá lo lắng. nguyễn tú hằng cười nhẹ nhàng và vỗ vai trấn an chu nhược mai. ai có thể bình tĩnh trong tình cảnh này chứ? chu nhược mai mỉm cười. tớ thực sự ghen tị với cậu lắm đấy. nhìn xem cậu có một người chồng đẹp trai lại ngầu tới như vậy. Giá mà tớ cũng được như thế. Nguyễn Tú Hằng nói một cách ganh tị và nheo mắt tinh nghịch. Lệ Uy Long, rốt cuộc danh tính thực của anh là gì? Chu Nhược Mai nhìn Lệ Uy Long dò hỏi. Chuyện đó, anh sẽ nói rõ ràng với em tối nay. Lệ Uy Long mỉm cười nói. Sau khi lứ đoàn của Lê Uy Long đi khỏi, Chu Lệ Ngọc Nghiến răng căm hận, khốn khiếp. Lệ Uy Long này rốt cuộc là ai? Sao anh ta có thể khiến tôi xấu hổ tới như vậy? Hừ, không phải là do con quá vô dụng sao? Không học tập nhược mai mà kiếm lấy một anh chồng như thế kia. Cứ ở đó mà than thở. Lệ uy long này không đùa được đâu, con không thể nào đánh bại một người như thế được. Thúy họa nói một cách cay đắng. Con không tin chuyện này là thật. Lệ uy long không phải là người có khả năng làm việc đó. Hẳn là anh ta đã được ai đó giúp đỡ, con sẽ không để yên chuyện này đâu. Chu lệ ngọc cay đắng nói. Bình tĩnh đi Phi Phi, Mặc dù những vị khách đó không tham dự đám cưới của con, nhưng con quên rồi sao? Chúng ta cũng đã mời rất nhiều người tên tuổi trong thành phố Quốc Hòa đến khách sạn New Century để tham dự đám cưới của bạn. Bây giờ, không còn sớm nữa, chúng ta hãy mau chóng đến khách sạn New Century đi." Chu Hữu Lộc nói, "Phải, Trần gia con cũng mời rất nhiều người có máu mặt tham dự lễ cưới, họ sẽ không nuốt lời đâu. Nhanh lên đi thôi." Trần An Khang cũng nói. Chu Lệ Ngọc đành nuốt nghẹn vào trong lòng cùng Trần An Khang đến khách sạn New Century. Khi đoàn xe của Lê Uy Long đến khách sạn Thiên Long, xung quanh khách sạn lúc này đã có rất nhiều hộ vệ và các dụng cụ kiểm tra an ninh cũng đã được lắp đặt khắp nơi. Ngoại trừ Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, Vũ Hải, Thiên Thành cùng các phù rể và phù dâu được phép mang súng vào hiện trường mà không cần qua kiểm tra. Nếu có ai đó mang vũ khí giết người, người đó sẽ bị hệ thống an ninh phát hiện ngay lập tức. Gia đình họ Chu đi theo Lê Uy Long vào khách sạn Thiên Long trước. Các thiếu chủ của năm gia tộc lớn ở Khánh Hòa, cũng như các vị khách từ khắp nơi trên thế giới, cũng lần lượt đến. Hôm nay khách sạn Thiên Long đã được trang trí theo phong cách rất lãng mạn, lộng lẫy mà vẫn đủ tinh tế với tông màu trắng và hồng chủ đạo. Nhưng nơi như khu lễ đường hay phòng tiệc rực rỡ như đang tổ chức lễ hội quốc gia. Tuy nhiên, xung quanh sảnh khách sạn cũng chứa đầy những người hộ vệ và đặc vụ đang đứng bất động một luồng không khí lạnh lẽo căng thẳng đang len lõi giữa khung cảnh tráng lệ. Các thành viên của Chu gia lần đầu tiên được bước vào một khách sạn sang trọng như vậy, tất cả họ đều rất phân khích, ai nấy đều chăm chú quan sát xung quanh. Lúc này, Dương Văn Đoàn, người đã chờ đợi rất lâu ở khách sạn Thiên Long, cuối cùng cũng trông thấy Lê Uy Long dẫn con dâu tới, nét mặt ông hết sức mừng rỡ xen lẫn chút xúc động. Thật ngạc nhiên, ngoài chiến binh 3 sao Thiên Thành mà ông đã từng gặp, còn có một chiến binh 4 sao đi cùng Lê Uy Long. Thấy mọi người đang đi đến gần, ông Dương, với tư cách là người đứng đầu nhà trai, lịch sự bước về phía trước để chào đón họ. Vì vậy, Dương Văn Đoàn kéo lên một bên chân phải tàn tật và nặng nhọc bước từng bước về phía trước. Tô Ánh Tuyết khi nhìn thấy ông Dương mặc bộ quân phục cũ tồi tàn và đi khập khiếng, trên mặt bà ta lộ rõ vẻ khinh miệt và nói một cách ghê tởm: "Người ăn xin này ở đâu ra vậy? Khách sạn Thiên Long lại làm ăn như thế này à? Cao cấp kiểu gì mà loại ăn xin cũng có thể vào được?" Đúng là chẳng ra làm sao, làm mất nhã hứng của người khác, phục vụ đâu, nhanh chóng yêu cầu nhân viên bảo vệ tới đưa lão ăn xin bẩn thỉu này ra ngoài cho tôi. Chương 40 xúc phạm nhầm người. Dương Văn Đoàn nghe Tô Ánh Tuyết nói điều này thì bàng hoàng đứng khựng lại, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cả Lê Uy Long và Thiên Thành đều cau mày tức giận. Phải, hôm nay là ngày vui của Nhược Mai và Uy Long. Biết bao nhiêu người sang trọng và tầm cỡ còn chưa được mời đến nữa kia tại sao một khách sạn lớn như Thiên Long lại có thể cho một người ăn xin vào đây? Gọi quản lý nhanh đuổi ông ta ra ngoài đi, đừng để ông ta ở đây lâu mà bẩn mắt chúng ta. Bà Chu cũng nói thêm vào. Người quản lý khách sạn và các nhân viên phục vụ ở gần đó đều toát mồ hôi. Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng ông lão khắc khổ này là cha của chú rể? Thực sự đúng là như thế, gia đình họ chu vốn không hề biết Dương Văn Đoàn là cha nuôi của Lê Uy Long. Khi Lê Huy Long bắt đầu đến sống cùng Chu Nhược Mai tại Chu Gia, anh không quyền không thế, cũng không có tiền để tổ chức lễ cưới, nên Dương Văn Đoàn chưa bao giờ có dịp để đến Chu Gia. Tất cả những người có mặt ở đây đều là những người có địa vị nổi bật, hoặc chí ít cũng là những người có tiền, có gia thế hay quan hệ. Thậm chí là những chiến binh ba sao, bốn sao và những thiếu chủ của các gia tộc lớn ở Khánh Hòa. Đúng là nực cười khi một người ăn xin cũng có thể vào đây. Nhìn quần của ông ta kìa, có cả những miếng vá chẳng chịt trên ống quần. Tại sao một người đàn ông tồi tàn đến như vậy cũng có thể xuất hiện tại nơi sang trọng và đắt đỏ như thế này? Đúng là một lão già bẩn thỉu, chắc là ông ta đã lẻn vào trong khi nhân viên bảo vệ không chú ý. Cậu phục vụ kia, còn đứng đó làm gì? Mau đuổi ông ta đi, đừng để ông ta bén mảng đến đây thêm một lần nào nữa. Lần lượt từng người trong chu gia đều lên tiếng mỉa mai cha nuôi của Lê Uy Long nghe đến đây khuôn mặt ông dương bỗng trở nên nhăn nhúm xấu xí lông mày hơi cao lại và đôi mắt đỏ hoe cảm thấy xấu hổ đến cùng cực khi lê uy long yêu cầu ông đến đây ông cũng đã lo rằng một lão già tồi tệ với cái chân bị què như ông sẽ bị người khác chế giễu và làm ảnh hưởng đến ngày vui của con trai quả nhiên điều này không ngoài dự đoán nhưng tại sao dù đã đoán trước được ông vẫn cảm thấy đau lòng đến thế tủi hổ đến thế im hết cho tôi tất cả các người câm hết đi ra ngoài ngay lê uy long đột nhiên tức giận bừng bừng và trừng mắt hét lớn tất cả những người này những kẻ đã phải xin lỗi phải su nịnh trèo kéo anh để có thể đến đây lại đang dám xúc phạm cha nuôi của anh ngay cả mẹ vợ và bà chu cũng nói những lời độc địa đó đúng là không coi ai ra gì thấy lê uy long bất ngờ tức giận những người vừa xúc phạm dương văn đoàn đột nhiên nhìn nhau cái gì con vừa kêu chúng ta ra ngoài tô ánh tuyết ngạc nhiên hỏi phải chính các người đấy Lê Uy Long lạnh lùng nói: "Nhưng mà tại sao, mẹ là mẹ vợ của con, những người ở đây đều là thành viên của Chu gia, tại sao chúng ta lại bị đuổi ra?" Tô Ánh Tuyết bối rối hỏi. "Còn dám hỏi tôi tại sao? Người đàn ông mặc quân phục này chính là cha nuôi của tôi." "Cha nuôi của Lê Uy Long này, vậy mà các người dám xúc phạm và sỉ nhục ông ấy?" Lê Uy Long nói như đang hét lên, giận dữ vô cùng. "Anh có thể cúi đầu chấp nhận bị sỉ nhục tại Chu gia?" nhưng những người này không bao giờ được phép xúc phạm cha nuôi của anh lê uy long vừa dứt lời chu gia ai nấy đều sững sờ sau tất cả những gì họ đã chứng kiến về sức mạnh thực sự của lê uy long họ không bao giờ ngờ rằng ông già tồi tệ khuyết tật này lại là cha nuôi của anh các người thật là lố bịch thiên thành ở ngay đó cũng không thể kiềm chế được cơn giận dữ dương văn đoàn không chỉ là cha nuôi của lê uy long ông còn là người quân nhân tiền nhiệm mà anh ngưỡng mộ từ trái tim cho dù những người dám xúc phạm ông là ai đi nữa, anh ta cũng nhất quyết không tha thứ cho họ. Khi Thiên Thành và Lệ Uy Long đến nhà ông Dương ngày hôm đó, lúc Lệ Uy Long đi nấu ăn, anh và ông Dương đã nói chuyện rất nhiều, nhờ đó mà anh biết được không ít chiến công lừng lẫy mà thầm lặng anh hùng của Dương Văn Đoàn. Một người đáng nể là thế, vậy mà Chu gia thấp kém kia lại dám khinh miệt ông. Chắc các người không biết là ông Dương đây ngoài việc là cha nuôi của chú rể, còn là một quân nhân đã tham gia không ít cuộc chiến đâu nhỉ? Trong trận chiến tàn khốc năm đó, ông ấy đã bị trúng đạn tại chân phải, quỳ trên mặt đất bằng một đầu gối, giết kẻ thù chỉ với một con dao găm, chặn đứng các đợt tấn công của kẻ thù và cuối cùng bảo vệ vị trí của quân đoàn. Chiếc quần của ông ấy bây giờ đã bị rách, nếu tôi đoán đúng, chắc hẳn là do vết trúng đạn năm đó. Một anh hùng đã từng chiến đấu cho đất nước, sinh ra và trưởng thành trong mưa bom bão đạn, thậm chí đã hy sinh một chân vì đất nước, vậy mà các người lại dám mở miệng khinh khi các người có còn là con người không các người có lương tâm hay không nếu không nhờ có những người như ông dương thì làm gì có chúng ta ngày hôm nay làm sao có sự thịnh vượng này thiên thành quá bức xúc khi phải nghe họ miệt thị ông dương nên trong chốc lát đã nói lên tất cả những gì anh biết trong phút chốc tất cả những người đang có mặt đều im lặng không những chúng ta phải tôn trọng những người như ông dương mà còn phải vinh danh họ nữa vũ hải người đứng đầu căn cứ phía nam cũng rất xúc động trước quá khứ anh hùng của dương văn đoàn anh ngay lập tức cúi chào chào ông tất cả các đặc vụ đang đứng xung quanh sảnh khách sạn những người lính của vũ hải cũng cúi mình kính cẩn trước dương văn đoàn thiên thành và đội hộ vệ của anh ta cũng không ngoại lệ ngay cả những phù rể và phù dâu cũng nhất thời quên mất nhiệm vụ cải trang của mình và giơ tay chào ông dương theo cung cách bộ đội chuyên nghiệp chuyện này đã khiến các vị khách đang có mặt đều trở nên bối rối có vẻ như ông được rất nhiều người kính trọng. Tiếp theo đó, các vị thiếu gia đến từ các gia tộc lớn và những vị khách quý khác cũng cúi chào ông Dương Văn Đoàn. Họ cũng ngưỡng mộ ông từ trái tim. Mặc dù Lê Huy Long và Dương Văn Đoàn là cha con, nhưng trong những dịp trang trọng như vậy, anh lịch sự chào ông thật nghiêm trang. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng và những người bạn cùng lớp của họ cũng làm theo và chào Dương Văn Đoàn. Mặc dù những tác phong của họ không chuẩn, nhưng trong lòng họ thực sự khâm phục người đàn ông này. Ngay cả cha Nhược Mai cũng rất xúc động trước câu chuyện Thiên Thành vừa kể và cúi chào ông Dương. Chu Nhược Mai cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Mặc dù là vợ của Lê Uy Long suốt 3 năm, cô vẫn không hề hay biết rằng anh còn có một người cha nuôi. Đồng thời, Nhược Mai cũng rất xấu hổ về gia đình mình. Tại sao họ không thể sống tốt bụng thiện lương một chút? Tại sao cứ luôn khinh người như vậy? Từ lúc nào mà Chu ra lại thành ra như thế này? Bản chất của họ đâu phải tồi tệ như thế. Cuối cùng, Tất cả những người có mặt, ngoại trừ chu gia và những người họ hàng còn đang chết lặng, thì mọi người đều cúi mình chào ông Dương Văn Đoàn. Nhìn cảnh này, ông Đoàn đã xúc động rơi nước mắt. Ông chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày lại có thể nhận được sự kính trọng của nhiều người như vậy. Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc mà ông ghi nhớ đến cuối đời. Trong lòng ông xúc động đến nỗi không thể nói nên lời, ông chỉ có thể mỉm cười ngăn dòng nước mắt sắp rơi và chào lại mọi người. Sau giây phút bồi hồi xúc động đó, Vũ Hải và Thiên Thành bước tới giúp ông trở về chỗ ngồi của mình. Chu Nhược Mai cũng vội vàng bước tới xin lỗi ông Dương, "Bố ơi, con thay mặt toàn bộ gia đình nhà con xin lỗi với bố." Họ không biết danh tính của bố nên mới lỡ lời, "Xin bố hãy cứ trách phạt con đi ạ." Vừa nghe con dâu gọi mình là bố, ông Dương có chút không quen, nhưng vẫn bình tĩnh nói, "Không sao đâu, ta sẽ không trách phạt gì con đâu." Sau đó, ông nhìn Lệ Uy Long và nói một cách nghiêm túc, "Uy Long, Tất cả họ đều là người của nhà gái, lại còn có cả mẹ vợ con, bà con, sao con có thể xua đuổi họ được? Người không biết thì không có tội, hãy cứ mời họ ngồi xuống đã. Vâng, Lê Uy Long dù rất bực bội sau những lời mỉa mai của Chu gia lúc nãy, nhưng vẫn thuận theo ý cha mình và không nói gì thêm. Được rồi, mọi người, làm ơn hãy ngồi xuống, đừng đứng mãi như vậy." Ông Dương cười điềm đạm và nói với tất cả mọi người. Những người vừa xúc phạm ông lúc nãy sau khi thấy sự hào phóng của ông, cuối cùng cũng thở phào và ngồi xuống. Cùng lúc này, những người giàu có và nổi tiếng cùng các gia đình Trâm anh thế phiệt từ khắp nơi trên đất nước cũng lần lượt đến khách sạn Thiên Long để chuẩn bị tham dự lễ cưới và bắt đầu tặng quà. Chương bốn người mốt sự đối lập hồi ức nghẹn ngào. Hà Văn Sinh, đại thiếu gia của của gia tộc họ Hà, đã mua sẵn một biệt thự trên đồi mây tại thành phố Quốc Hòa. Nơi biệt thự này tỏa lạc ở vị trí đắc địa, có phong cảnh tuyệt mỹ nhất. Nó đã được cải tạo lại cho phù hợp với sở thích của Chu Nhược Mai và Lê Uy Long, sẵn sàng chào đón chủ nhân bất cứ lúc nào. Trước đây, anh đã nghe nói về việc Lê Uy Long và Chu Nhược Mai bị trục xuất, buộc phải chuyển ra khỏi chu gia. Sau đó, Chu Nhược Mai dù đã dùng hết số tiền tích cóp được của mình mấy năm trời cũng chỉ đủ để mua một ngôi nhà rộng khoảng 100 mét vuông, nên hạt hiếu gia nghĩ hẳn họ rất cần một căn nhà đẹp. Dương Thành, người đứng đầu Dương gia, cũng đã gửi tặng một chiếc Bugatti Veyron và Đàm Xuân Phong thiếu chủ đàm ra thì gửi tặng một chiếc Lamborghini. Tất cả họ đều biết rằng Lê Uy Long đã phải nhẫn nhịn mà sử dụng một chiếc xe điện cũ nhỏ xíu, còn Chu Nhược Mai thì chỉ lái chiếc Audi hơn trăm triệu, vì vậy cả hai đều nên thay mới xe. Những món quà chúc mừng được gửi bởi những vị khách quý còn lại đều rất có giá trị, mỗi một món quà đều khiến gia đình họ chu chết lặng. Không chỉ đơn thuần như trang sức, ngọc bích, vòng tay, hoa tai, v, v, còn có các bức thư pháp và tranh họa nổi tiếng, Mỗi một món vật phẩm đều có giá trị rất lớn, một con số khó có thể định lượng được. Những cú sốc mà Lê Uy Long đem tới cho Chu Gia nói chung và Chu Nhược Mai nói riêng hôm nay là quá lớn, họ cứ lần lượt đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ trong một lễ cưới lại có thể nhận được nhiều món quà tuyệt vời đến vậy. Chu Nhược Mai chợt nhận ra rằng cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể nào hiểu hết con người của Lê Uy Long, một người mà đó giờ luôn bị coi là kẻ vô dụng. Nào là những người đứng đầu căn cứ phía nam các vị thiếu gia của năm gia tộc lớn bậc nhất Khánh Hòa, nào là những người giàu có và nổi tiếng đến từ khắp nơi trên đất nước, tất cả đều đang có mặt ở đây để tham dự lễ cưới của hai người họ. Lệ Uy Long rốt cuộc là người như thế nào mà lại sở hữu những quyền lực và tiếng nói to lớn như vậy? Anh rốt cuộc có bao nhiêu bí mật vẫn còn đang giấu cô? Tại khách sạn New Century, Trần An Khang và Chu Lệ Ngọc, cũng như toàn bộ gia đình họ Trần, cha mẹ và anh trai của Chu Lệ Ngọc, đang ngồi sẵn trong khách sạn để chờ đợi những nhân vật có tiếng tăm trong thành phố Quốc Hòa mà họ đã cất công mời tới. Tuy nhiên, họ cứ chờ đợi mãi, chờ mãi nhưng tuyệt nhiên không có một vị khách nào đến. Những vị khách có máu mặt mà Trần Gia mời trước đó đều đã biết Phú Hải, người đứng đầu khu vực căn cứ phía Nam Quốc Hòa, các thiếu chủ ở Khánh Hòa cùng rất nhiều những người giàu có từ khắp nơi trên đất nước đã đến khách sạn Thiên Long để tham dự đám cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Với một lễ cưới long trọng và hoành tráng như vậy, Tất cả họ đều muốn được mời đến tham dự. Lễ cưới của Lê Uy Long không chỉ giúp họ mở rộng tầm mắt, mà còn có thể đem đến cho họ cơ hội được gặp gỡ những nhân vật tầm cỡ khác, mở rộng quan hệ với tầng lớp thượng lưu. Vì vậy, ai nấy đều đã đổ về khách sạn Thiên Long ngay bên cạnh khách sạn New Century và hoàn toàn bỏ mặc lời hứa tham dự lễ cưới của Chu Lệ Ngọc. Vậy mà, khi họ đến sảnh khách sạn Thiên Long, họ đã bị những đặc vụ cao cấp đang canh giữ cửa chặn lại lê uy long đã ra lệnh rằng bất cứ ai không có lời mời sẽ không được vào những đặc vụ này dĩ nhiên không thể tùy tiện kể cả họ có là những người bề thế nhất ở quốc hòa thì vẫn không có ngoại lệ và bị từ chối thẳng thừng họ chỉ có thể thở dài và trở về nhà tất cả đều biết rằng giữa lê uy long và chu lệ ngọc luôn xảy ra bất hòa hiển nhiên là họ sẽ không dám đến đám cưới của chu lệ ngọc và trần an khang nữa nếu vẫn cố tình đến thì khác nào tỏ ý chống đối với lê uy long do đó ngay cả khi các nhân vật này không thể tham dự đám cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, họ cũng không dám đến đám cưới của Chu Lệ Ngọc và Trần An Khang. Kết quả là đến khi đã quá giờ lành, lễ đường nơi sẽ tổ chức hôn lễ cho Chu Lệ Ngọc và Trần An Khang vẫn trống trơn, tất cả chỉ có vài thành viên trong gia đình hai bên, các ghế khách đều bị bỏ trống. Điều này càng làm cho lòng thù hận của Chu Lệ Ngọc và Trần An Khang đối với Lê Uy Long tăng lên ngùn ngụt. Tại khách sạn Thiên Long, vào thời điểm này, dưới sự chủ trì của cha xứ, các nghi lễ đám cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai chính thức bắt đầu. Theo cách truyền thống, trước tiên cô dâu và chú rể cúi đầu chào cha nuôi Dương Văn Đoàn. Trong thế giới này, không có nhiều người có thể xứng đáng được Lê Uy Long quỳ ở dưới chân, nhưng Dương Văn Đoàn chắc chắn là một trong số họ. Nếu không có sự dạy dỗ của ông, sẽ không có Lê Soái Hay Long thần chiến ngày hôm nay. Lê Uy Long vừa khuỵu gối vừa cúi mình kính cẩn với vẻ mặt đầy mừng rỡ xen lẫn xúc động trước đôi chân tật nguyền của người cha nuôi. Tiếp theo là cha mẹ của Chu Nhược Mai, Lê Uy Long chỉ cúi đầu chào họ mà không hề quỳ xuống. Nghi thức sau đó là bài phát biểu cùng lời tuyên thệ của cô dâu và chú rể, Chu Nhược Mai đã hỏi Lê Uy Long trước toàn thể công chúng đang có mặt với vô số câu hỏi, tại sao anh lại tới Chu gia và cưới em? Khán giả ai nấy đều im lặng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Lê Uy Long. Bởi vì 13 năm trước, em và ông của em đã từng giúp đỡ anh trong lúc anh khó khăn nhất." Lê Uy Long nói, Chu Nhược Mai ngạc nhiên mất một lúc, rồi ngơ ngác hỏi, "Vậy là chúng ta đã gặp nhau từ 13 năm trước sao?" "Phải, em có còn nhớ một cậu bé đứng ở trạm xe bus, dưới chân cầu vượt vào một đêm mưa 13 năm trước không?" Lê Uy Long quyết định sẽ nói sự thật với Chu Nhược Mai trong đám cưới. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng cũng nhớ ra, và khuôn mặt cô trở nên vô cùng kinh ngạc vậy ra anh chính là cậu bé đã khóc dưới mưa hôm đó. Đúng vậy, tối hôm đó, mẹ anh đang bệnh nặng lại bị nhiễm lạnh, nước mưa nhiễm vào người, nên sốt cao và sắp chết. Anh đã phải liên tục xin đi nhờ xe trong mưa để mong ai đó có thể đưa mẹ mình tới bệnh viện, nhưng chẳng có ai giúp đỡ hai mẹ con cả, tất cả họ đều lạnh lùng vô cảm. Nhưng khi anh đang trở nên tuyệt vọng và bất lực nhất, em và ông nội đã xuất hiện, cả hai lập tức đưa mẹ anh đến bệnh viện lại còn cho anh một khoản tiền để lo liệu viện phí, nhờ vậy mà mẹ anh đã sống sót. Hai người chính là vị cứu tinh của bà ấy, là bồ tát sống của cuộc đời anh. Bởi vậy mà anh đã tình nguyện tới Chu Gia, không phải chỉ vì lòng biết ơn, mà còn vì anh thực sự có tình cảm với em. Từ cái đêm mưa 13 năm trước đó, anh đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Bằng một giọng nói dịu dàng và trầm ấm khác hẳn thường ngày, Lệ Uy Long đã từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện, cũng như lý do mà anh đến bên cô. Chu Nhược Mai đã rất ngạc nhiên, không nói nên lời, cô không ngờ rằng một việc tốt mà cô vẫn cho là hiển nhiên từ 13 năm trước, lại chính là lý do đã đưa đẩy Lê Uy Long đến bên cô. Các thành viên của Chu gia càng không thể ngờ được rằng một chút ân tình trong quá khứ lại có thể khiến người như Lê Uy Long sẵn sàng bước vào Chu gia chịu khổ. Trước giờ họ vẫn thường châm biếm và cười nhạo người khác vì kẻ đó vô dụng. Họ đâu biết rằng trong mắt người khác, họ cũng chỉ là hạng tép riu. Giờ đây toàn thể Chu gia đều cảm thấy ngưỡng mộ tầm nhìn của ông Chu, ông đã kiên quyết giao phó Chu Nhược Mai cho Lê Uy Long, nhờ đó mà lúc này cả Chu gia có thể trèo lên cành cao. Các vị khách nãy giờ đã lắng nghe câu chuyện của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, tất cả họ đều xúc động nghẹn ngào, khi cả hai im lặng nhìn nhau tha thiết, tất cả khách mời đều vỗ tay nhiệt tình. Chu Nhược Mai một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý, hôm nay cô đã trở thành cô dâu xinh đẹp nhất quốc hòa, thậm chí là đẹp nhất nước trở thành tâm điểm niềm ganh tị của vô số phụ nữ khác trong giây phút này cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc suốt ba năm qua chu nhược mai đã luôn bị sỉ nhục vì kết hôn với một lê uy long vô dụng đần độn cô đã nghĩ rằng suốt cuộc đời còn lại cũng chẳng thể nào ngẩng đầu lên được nữa lúc nào cũng chìm đắm trong đau khổ ê chề nhưng giờ đây cô đã trở thành giấc mơ của tất cả mọi người nhớ lại những gì ông nội đã nói trước đó chu nhược mai không thể không ngưỡng mộ tầm nhìn của ông Trước khi ông nội cô qua đời, ông đã nhiều lần bảo cô đừng coi thường Lê Uy Long, ông nói khi ấy anh chỉ là đang gặp khó khăn, nhưng một ngày nào đó anh nhất định sẽ vùng dậy trở lại và mang lại hạnh phúc thực sự cho cô. Kết hôn với người như Lê Uy Long thì cô sẽ không bao giờ phải hối hận. Lúc này, Chu Nhược Mai cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào lại không muốn chồng mình trở thành một người đàn ông quyền lực và dũng mãnh, được mọi người tôn trọng. Chu Nhược Mai tất nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, từ bên ngoài khu lễ đường, đột nhiên có một người phục vụ đẩy vào một giỏ đầy rau. Khi anh ta đẩy xe đi ngang qua phía trước Lê Uy Long, anh ta bất ngờ rút một khẩu súng từ dưới xe ra và nhắm thẳng vào Uy Long. Chương 42 ám sát bất thành. Tất cả các vị khách qua mặt đều hoảng hốt kinh hãi khi chứng kiến tình huống này. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng và những người đang đứng bên cạnh Lê Uy Long cũng giật mình kinh sợ, không ai kịp phản ứng gì. Bù ưm, một tiếng súng vang lên trong sảnh khách sạn. A! À... Tất cả khách mời và những người phục vụ đang có mặt trong lễ cưới đều hét lên. Người phục vụ vừa rút súng định bắn Lê Uy Long đã bị chậm một bước, anh ta đã không kịp bóp cò. Trong nháy mắt đó, từ phía đám đông đã có ai đó bắn về phía anh ta. Bị trúng đạn, cánh tay người này bắt đầu chảy máu không ngừng. Các đặc vụ trong trang phục phù rể và các phù dâu đang đứng xung quanh Chu Nhược Mai lập tức đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh khuôn mặt họ bỗng chốc trở nên tràn đầy sát khí. Họ không tới đây để ăn chay, chỉ cần có bất kỳ mối đe dọa nào, họ sẵn sàng giết ngay lập tức. Ngay từ đầu họ đã biết rằng có một đội đặc vụ của kẻ thù đang tìm cách trà trộn vào khách khứa của lễ cưới này nhằm truy sát Lê Uy Long. Vì vậy từ khi còn ở Chu gia họ đã luôn đề cao cảnh giác, chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, họ sẽ lập tức rút súng nhắm thẳng mối nguy hại mà bắn. Khi người phục vụ giả mạo kia vừa mới đến, họ đã chú ý đến anh ta thấy anh ta rút khẩu súng từ dưới xe đẩy đồ ăn các đặc vụ ngụy trang phù rể và phù dâu đã nhanh chóng rút súng ra bắn trước súng của chú rể được nhét vào thắt lưng trong khi súng của đội đặc vụ được buộc vào chân phải họ đã phản ứng nhanh hơn kẻ thù và chỉ bắn vào tay và chân anh ta chứ không phải cơ thể anh ta bởi vì các đặc vụ lo rằng có thể anh ta đem theo một quả bom giờ đây dù toàn bộ khách sạn thiên long được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt các phần tử của kẻ thù vẫn dám ngang nhiên ám sát Lê Uy Long trước công chúng, cho thấy kẻ cầm đầu ở đây rõ ràng rất to gan và tự tin với sức mạnh của hắn. Nếu người phục vụ giả mạo kia thực sự có mang một quả bom trên người, quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức nếu bị bắn trúng. Tức thì, một toán đặc vụ của địch với rất nhiều súng ống ở cả tay và chân đột nhiên đứng phát dậy từ phía đám đông khách mời và xông ra ứng chiến. Kẻ đầu tiên ăn mặc như một vị thương gia giàu có, một phù dâu đứng gần chỗ anh ta ngay lập tức vùng dậy và khống chế hắn bằng cách bẻ hai tay hắn ra sau. Chu Nhược Mai, Ngô Tường Ninh, Nguyễn Tú Hằng và những vị khách có mặt đến giờ mới vỡ lẽ ra rằng những phù rể và phù dâu này đều là các đặc vụ phía ta cải trang, họ đều mang theo súng để bảo vệ cá nhân cho Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Lúc này, Nhược Mai đang vô cùng kinh hãi, cô ôm chặt tay phải của Lê Uy Long. Chính là cánh tay mà anh bị bắn trước đó. Lực kéo của Chu Nhược Mai làm vết thương rách ra, cơn đau thoát mồ hôi trào đến nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng và đưa cánh tay còn lại giữ chặt vai cô hãy xem liệu có quả bom nào trên người anh ta không vũ hải bị sốc khi thấy lê uy long bị tấn công lần nữa và gào lên chàng trai giỏi nhất của lực lượng đặc nhiệm ngay lập tức xé quần áo của tên phục vụ giả mạo và thất kinh khi thấy rằng anh ta thực sự bị bao phủ bởi rất nhiều bom tự chế thấy vậy những vị khách có mặt hét lên vì sợ hãi mặt ai cũng tái mét đừng hoảng sợ nhanh chóng gỡ bom ra đi vũ hải tiếp tục hét lớn các phù rể ngay lập tức tiến lại gần và xem xét tình trạng quả bom lúc này tên địch vừa bị bắn vào tay và chân không thể di chuyển được nữa chỉ có thể lặng ngắt nhìn họ tháo rỡ quả bom phải mất một thời gian khá lâu để quả bom trên người anh ta đã được gỡ bỏ khách sạn thiên long hôm nay được bảo vệ rất nghiêm ngặt có vẻ người này đã ẩn nấp sẵn trong khách sạn và giả dạng thành một người phục vụ nhưng cuối cùng anh ta vẫn thất bại Lê Soái, bây giờ chúng ta phải làm gì với người này?" Vũ Hải hỏi Lê Uy Long. Khi mọi người nghe Vũ Hải hỏi Lê Uy Long, thậm chí còn gọi anh bằng từ Lê Soái thì không khỏi ngạc nhiên, tất cả đều tròn mắt nhìn họ. "Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, tôi không muốn phải thấy những cảnh máu chảy đầu rơi, anh cứ tự quyết định điều đó." Lê Uy Long điềm tĩnh nói. "Được, tôi hiểu rồi, giữ mạng cho hắn, rồi đưa hắn ta trở về căn cứ chờ thẩm vấn." Để xem liệu chúng ta có thể moi được thông tin gì từ hắn không." Vũ Hải nói lại với những người bảo vệ đang đứng trong sảnh khách sạn. "Nghe lệnh, một số binh sĩ lập tức xuất hiện và mang đặc vụ địch ra ngoài." "Được rồi, không sao, mọi người không cần phải hoảng sợ, lễ cưới hãy cứ tiếp tục như bình thường." Lệ Uy Long nói, "Này cậu phục vụ, dọn sạch máu trên mặt đất giúp tôi." Vũ Hải cũng nói. Những người phục vụ này chứng kiến sự việc nãy giờ vẫn còn chưa hết kinh hãi nhưng nghe thấy Vũ Hải lên tiếng, họ lập tức chạy đi lấy dụng cụ cọ rửa. Chu Nhược Mai và Chu Gia một lần nữa lại được chứng kiến quyền lực của Lê Uy Long. Ngay cả một đại úy, trung úy và toàn bộ lực lượng đặc nhiệm cũng phải dốc hết sức để bảo vệ anh. Không bao lâu sau, lễ cưới nhanh chóng trở lại bình thường. "Uy Long, anh đổ mồ hôi nhiều quá, lúc nãy anh bị kích động sao?" Chu Nhược Mai lo lắng hỏi Lê Uy Long khi anh đang đổ nhiều mồ hôi bất thường và tỏ ra rất đau đớn. Dĩ nhiên không phải vì sợ hãi mà Lê Uy Long toát mồ hôi. Anh đã trải qua hàng trăm trận chiến, còn có mối nguy hiểm nguy hiểm nào mà anh chưa từng trải qua, tại sao anh phải sợ một kẻ ám sát nhỏ bé? Anh ra mồ hôi có một chút thôi mà, nhưng giờ thì không sao rồi. Lê Uy Long trấn an vì không muốn Chu Nhược Mai biết rằng cánh tay của anh đang bị thương. Về chuyện này, Vũ Hải, Thiên Thành và lực lượng đặc nhiệm đang cải trang phù dâu phù rể ở đây hiểu rõ hơn ai hết họ đều biết rằng lê uy long có một vết thương trên cánh tay phải khi thấy chu nhược mai ôm chặt cánh tay đó họ có thể đoán được anh sẽ phải chịu nhiều đau đớn không sao đâu mọi chuyện đã qua rồi chúng ta cũng mau chóng nhập tiệc thôi nhược mai không biết tại sao lại có người muốn giết lê uy long nhưng nếu anh không muốn nói cô cũng không dám hỏi nhiều chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đám cưới để trở về nhà tâm sự với anh được vậy chúng ta hãy tiếp tục lê uy long cười gượng và nói sau khi bữa tiệc bắt đầu, Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai cùng nhau tới từng bàn uống rượu và nói chuyện với khách mời. Lệ Uy Long cũng yêu cầu Vũ Hải sắp xếp cho những người bảo vệ ở đây luân phiên dùng bữa, kể cả những người đang canh giữ bên ngoài khách sạn và bên lề đường, như vậy thì họ vừa bảo vệ tốt khu vực của mình, vừa không bị đói. Dù sao, Thiên Thành cũng đã bao chọn toàn bộ khách sạn Thiên Long, Lệ Uy Long muốn tất cả mọi người đều có thể được thưởng thức một bữa ăn ngon lành ở đây. Đám cưới này không chỉ bù đắp cho những tổn thương và thiệt thòi mà Chu Nhược Mai đã phải gánh chịu suốt thời gian qua, mà còn giúp cô hiểu thêm về con người Lê Uy Long. Mọi phụ nữ trên đời đều hy vọng rằng chồng mình có thể trở thành cá nhân xuất chúng giữa vạn người, trở thành một người có quyền cao chức trọng. Chu Nhược Mai cũng không phải ngoại lệ. Giờ đây, cô đã được tôn trọng hơn tất thảy và trở thành tâm điểm ghen tị của vô số người. Đây thực sự là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Lễ cưới tiếp tục kéo dài đến 9 giờ tối lê uy long đề nghị những vị khách từ xa đến có thể ở lại trong khách sạn thiên long một vài ngày dù sao anh đã cho bao chọn toàn bộ khu khách sạn này bao gồm cả các phòng nghỉ vì vậy rộng rãi với các khách mời một chút cũng không vấn đề gì còn anh và chu nhược mai thì lên đường đến biệt thự trên đồi mây món quà của hà thiếu gia văn sinh anh cũng đưa cha nuôi dương văn đoàn đi cùng tô ánh tuyết cũng rất muốn đến thăm ngôi nhà mới của con gái mình và nằng nặc đòi theo tất nhiên Lê Uy Long không thể từ chối yêu cầu của mẹ vợ và để bà cùng bố vợ Chu Hòa đến thăm. Vũ Hải, Thiên Thành và lực lượng đặc nhiệm cũng chịu trách nhiệm hộ tống Lê Uy Long đến căn biệt thự an toàn. Hai đặc vụ giúp Lê Uy Long lái chiếc Bugatti Veyron của Đàm gia và chiếc Lamborghini của Dương Thành đi theo. Một số bảo vệ khác thì nhận nhiệm vụ vận chuyển phần đồ đạc còn lại. Đến biệt thự của Lê Uy Long, Vũ Hải, Thiên Thành và những đặc vụ dừng lại. Thiên Thành nhìn đồng hồ và lặng lẽ nói với Lê Uy Long, soái tướng, trận chiến tại phía Tây Giờ đã đến thời cơ. Máy bay đặc biệt của chúng ta đến đó dự kiến sẽ cất cánh lúc 11 giờ tối nay. Bây giờ đã 9 giờ 30 tối rồi, có vẻ anh chỉ còn một tiếng rưỡi ở đây thôi, thời gian thực sự gấp rút lắm rồi. Được rồi, tôi biết, Lê Uy Long nói, anh đã kết hôn được 3 năm, nhưng không hề đụng chạm gì đến Chu Nhược Mai, anh cảm thấy sự gìn giữ này đã kéo dài đủ lâu. Hôm nay là ngày cưới chính thức của cả hai và lúc này rõ ràng chính là thời điểm động phòng. Tuy nhiên, nếu Chu Nhược Mai vẫn chưa sẵn sàng, anh sẽ không làm khó gì cô. Chương 43 tra hỏi nụ hôn bất ngờ. Vậy bây giờ chúng tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài, anh nhanh chóng đi vào đi, đừng lãng phí thời gian quý giá. Thiên Thành nói rẻ rặt. Trong khi Thiên Thành và Lê Uy Long đang trò chuyện, Chu Nhược Mai, Tô Ánh Tuyết, Chu Hòa và Dương Văn Đoàn cùng đi vào khu biệt thự. Tới đây, mấy người họ đã choáng váng vì không gian sang trọng mà trang nhã trong biệt thự. Bên cạnh đó, ở đây có đầy đủ tất cả các loại đồ nội thất và thiết bị điện tiện nghi nhất. Phải công nhận rằng Hà Văn Sinh này thực sự rất chu đáo. Lúc này, Lệ Uy Long cũng vừa từ bên ngoài bước vào, Tô Ánh Tuyết đã không thể chờ đợi mà hỏi vội vã, con rể tốt của mẹ, rốt của con có thân phận thế nào, tại sao lại có biết bao nhiêu người nổi tiếng đến tham dự đám cưới của hai đứa và tặng nhiều món quà xa xỉ tới như vậy. Tô Ánh Tuyết hỏi liền một chàng mà không đợi Uy Long trả lời, bên cạnh bà, Chu Nhược Mai và cha cô Chu Hòa cũng rất hiếu kỳ với những vấn đề này. Họ thực sự muốn nghe câu trả lời. Tôi thực sự chỉ là một quân nhân bình thường. Lệ Uy Long lo lắng rằng một người tính cách khoa trương như Tô Ánh Tuyết nếu biết được danh tính thực sự của anh thì sẽ không ngần ngại mà đi khoe khoang ở khắp mọi nơi và ỷ thế cậy quyền bắt nạt người khác. Vì vậy anh hoàn toàn không muốn nói cho bà biết về danh tính thực của mình để tránh rắc rối. Dương Văn Đoàn nghe Lê Uy Long nói điều này thì rất ngạc nhiên và hơi sốc một chút, tự hỏi tại sao anh lại phải tiếp tục che giấu danh tính của mình. Chẳng lẽ anh vẫn muốn tiếp tục làm một gã con rể vô dụng ư? Bởi vì sự thật là chính Lê Uy Long đã thông báo với ông về việc được đề bạt làm Long thần chiến và đã trở thành tổng chỉ huy quân đội, nhưng nếu con trai ông từ chối nói danh tính thực sự của mình, chắc hẳn phải có lý do nào đó, vì vậy ông không nói gì thêm. Khi nghe câu trả lời của Lê Uy Long, Cha mẹ vợ của anh đều rất ngạc nhiên. Cái gì? Con chỉ là một quân nhân bình thường. Vậy thì tại sao đến cả đại úy Vũ Hải một chiến binh 4 sao kỳ cựu cũng tham dự đám cưới của con, lại còn phái cả các đặc vụ, điều động xe tăng bọc thép với rất nhiều hộ vệ. Tô ánh Tuyết xấu tính thật, nhưng bà ta không phải là kẻ ngốc mà dễ dàng tin rằng Lê Uy Long chỉ là một quân nhân bình thường. Đó là vì tôi đã từng cứu mạng Vũ Hải, chính xác là đã chắn đạn cho anh ấy, vì vậy anh ấy muốn trả ơn tôi anh ta đã gửi rất nhiều quân lực đến bảo vệ bởi vì anh ta là chỉ huy cao nhất ở căn cứ phía nam chuyện chỉ có vậy thôi lê uy long điềm tĩnh trả lời và dường như đã tìm thấy một lý do phù hợp không thể nào kể cả khi con đã cứu vũ hải thì con định giải thích thế nào về các vị thiếu gia từ năm gia tộc lớn ở khánh hòa và cả những người giàu có nổi tiếng trên khắp cả nước cũng đến tham dự lễ cưới của hai đứa chuyện này thì là sao đây tô ánh tuyết vẫn không tin và hỏi lại những người đó là do trung úy thiên thành mời đến lê uy long nói tại sao thiên thành đó lại làm vậy giúp con tô ánh tuyết vẫn hỏi tiếp đó là vì hiện giờ đang có một cuộc chiến rất khốc liệt ở phía tây nước ta thiên thành muốn con quay trở lại đội của mình và hành quân về phía tây để chiến đấu bởi vì con đã mạnh miệng hứa với nhược mai là sẽ tổ chức một lễ cưới hoành tráng bậc nhất quốc hòa cho cô ấy con không thể nuốt lời nên đã đã đề nghị thiên thành giúp đỡ thay vào đó con buộc phải đồng ý sẽ tham gia chiến đấu với anh ta. Anh ta là một người có máu mặt và rất quen thuộc với giới thượng lưu ở Khánh Hòa, nên dĩ nhiên anh ta mời được họ rồi. Lệ Uy Long vẫn không hề nao núng, tóm lại là, con chỉ là một quân nhân bình thường, thiên thành kia muốn con trở về đội để tham chiến ở phía tây với anh ta, nên đã chủ trì tất cả những nghi thức hoành tránh này ư. Ừ. Tô Ánh Tuyết Cao mày hỏi lại một lần nữa. Đúng là như thế, mặc dù con chỉ là một quân nhân bình thường, nhưng là một quân nhân hữu ích có thể đóng vai trò quyết định trong chiến thắng hoặc thất bại của cuộc chiến lúc này lê uy long đã nói với giọng quả quyết hơn vậy sao vậy rốt cuộc nó là nhiệm vụ gì mà có vai trò quan trọng thế mẹ vợ anh vẫn chưa chịu ngừng lại đó là chuyện tuyệt mật nhà binh miễn bình luận lê uy long nói ôi trời ơi ta còn tưởng rằng cậu thực sự là thần thánh phương nào ẩn thân cảm xúc phấn khích lúc nãy của tô ánh tuyết đột nhiên rơi từ trên mây xuống đáy vực Chuyện hiểu lầm này thực sự rất khó chịu. Lúc này, Chu Hòa mới lên tiếng, dù sao đi nữa, ít nhất Huy Long cũng đã thực hiện đúng lời hứa của mình và đã cho nhược mai của chúng ta một đám cưới hoành tráng, từ nay sẽ không ai dám bắt nạt nó nữa. Chuyện này không phải đã tốt lắm rồi sao? Hừ, ông thì biết cái gì? Rốt cuộc cũng chỉ là đi nhờ vào người khác. Sau đám cưới này, món nợ của đại úy Vũ Hải với Lê Huy Long coi như đã giải quyết xong. Sau này nếu còn muốn nhờ anh ta giúp đỡ chuyện gì khác thì đừng có hòng. Tô Ánh Tuyết ỉu xìu nói, chỉ cần hai đứa nó từ nay có thể sống tốt là được. Ai mà giúp được mãi? Và lại, đám cưới này đã mang lại cho Lê Uy Long và Nhược Mai nhà ta một biệt thự hạng sang và hai chiếc ô tô đẳng cấp. Bà còn muốn cái gì nữa? Sao trên trời nữa à? Chu Hòa bực bội nói, thôi thôi, không đề cập chuyện này nữa. Biệt thự này lớn tới như vậy, chắc là rất nhiều phòng, chúng ta cũng nên chuyển đến đây nhỉ uy long ý kiến con thế nào tô ánh tuyết gặng hỏi dĩ nhiên lê uy long không mong tô ánh tuyết chuyển đến sống cùng vợ chồng anh nhưng anh không thể từ chối dẫu sao anh cũng sắp đi xa và nhược mai cần ai đó chăm sóc vì vậy anh nói vậy cũng được dù sao con cũng sắp phải đến phía tây để chiến đấu nhưng con có một điều kiện cha nuôi của con cũng sẽ được sống ở đây và mẹ à tuyệt đối không được làm ông ấy xấu hổ ôi trời tiểu thiên cứ để bố trở về nhà của mình ta không quen sống ở nơi sang trọng như thế này ông dương nói bố ơi con biết bố muốn tốt cho con nhưng con đã không thể cho bố một cuộc sống đủ đầy suốt thời gian qua rồi bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có một căn nhà tử tế và còn rất nhiều phòng xin bố hãy ở lại đây để chúng con tiện chăm sóc lê uy long nắm tay ông và nói hai nếu vậy ta sẽ thử sống ở đây một thời gian Dương Văn Đoàn không muốn từ chối thiện ý của con trai, nên đã nhanh chóng đồng ý. Uy Long, vậy khi nào thì anh phải đi phía Tây để chiến đấu? Lúc này, Chu Nhược Mai mới lên tiếng. Cô chỉ vừa mới được biết anh sẽ phải tới chiến trường phía Tây, trong lòng cô lúc này tràn ngập một nỗi lo lắng sợ hãi. Ngay tối nay, Lê Uy Long đáp, trời, sao gấp quá vậy? Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi, không ngờ Lê Uy Long vừa làm lễ cưới đã phải đi gấp như vậy. Chiến trận ở phía tây đã gấp rút lắm rồi, lúc này ở ngoài đó còn biết bao quân lính của nước ta đang ngàn cân treo sợi tóc, vì vậy anh nhất định phải đi tối nay." Lê Uy Long nói. "Vào trong phòng với em một lát, em có vài điều muốn nói với anh." Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. "Được, Lê Uy Long cũng đang có chuyện muốn nói với cô." Anh bèn đứng dậy đi theo Nhược Mai lên tầng 2 và bước vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ này cũng đã được chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ từ giường đến mền và tủ quần áo. Sau khi vào phòng và đóng cửa lại, Chu Nhược Mai lập tức hỏi, anh thực sự chỉ là một quân nhân bình thường? "Phải." Lệ Uy Long đáp, anh cũng muốn xem thử Chu Nhược Mai có đối xử chân thành với mình không nên đã vẫn quyết định sẽ giấu danh tính thực. Nếu đúng như vậy, tại sao Thiên Thành, một trung úy ba sao, lại sẵn sàng từ bỏ thời gian và danh dự chạy đến Chu gia rồi quỳ xuống cầu xin anh, lại còn gọi anh là soái tướng, tôn sùng nể trọng anh như một vị thần, không chỉ vậy, anh ta còn nói chỉ cần anh quay trở lại quân đội lực lượng của kẻ thù sẽ sợ hãi mà chạy bán sống bán chết không dám tấn công chúng ta nữa rồi còn nói cái gì mà anh là vũ khí hạng nặng của đất nước tất cả chuyện này là sao chu nhược mai hỏi với vẻ nghi ngờ không phải anh đã nói rồi sao đó chỉ là diễn kịch thôi chu gia đã coi thường anh và đối xử quá tệ với anh anh chỉ muốn nhờ thiên thành cùng diễn một vở kịch để làm thay đổi thái độ của họ lê uy long nói Vậy đó là tất cả sự thật, Chu Nhược Mai liếc nhìn anh, nói: "Phải, sao vậy, biết anh không phải là một người đàn ông có quyền thế, em thất vọng lắm à?" Lê Uy Long hỏi. "Đúng là có hơi thất vọng một chút, nhưng dù sao, anh đã vì em mà vất vả lên kế hoạch và chuẩn bị tổ chức một đám cưới hoành tráng như vậy hôm nay. Dù chỉ là một ngày, em đã rất hạnh phúc, và lại, em chưa bao giờ dám mơ tưởng về một người đàn ông quyền lực, chỉ cần một người thực sự yêu thương mình." chu nhược mai nói ừm nhưng em hãy yên tâm đi lần này đến phía tây chiến đấu anh nhất định sẽ cố gắng đạt được thật nhiều chiến công đến lúc đó có lẽ anh sẽ thực sự trở thành một người quyền lực có thể cho em một danh phận phu nhân em không đòi anh phải cố gắng đạt được bất kỳ thành tích quân sự nào em cũng không muốn trở thành phu nhân gì cả chỉ cần anh có thể trở về an toàn em chỉ cần thế thôi là đủ rồi chu nhược mai nói lê uy long nhìn cô xúc động nói được anh hứa với em anh nhất định sẽ trở về an toàn. Lúc này, Chu Nhược Mai đột nhiên phát hiện ra tay áo bên phải của Lê Uy Long có vết máu rỉ ra, cô kinh ngạc, lo lắng hỏi, "Gì thế này? Tại sao tay anh lại chảy máu? Anh bị thương sao?" Lê Uy Long nhìn xuống và thấy rằng tay áo của mình thực sự đã thấm đẫm máu tươi. Anh đành phải nói thật, khi anh cùng Vũ Hải trở về từ căn cứ phía Nam Quốc Hòa, bọn anh đã bị một đội đặc vụ của địch tấn công nên mới vô tình bị thương. "Cái gì?" anh thực sự gặp phải một cuộc tấn công của bọn chúng chu nhược mai trông càng hoảng hốt hơn phải bởi vậy nên anh mới đến đón em trễ ở chu gia lê uy long nói trời ơi chấn thương có nghiêm trọng lắm không đưa em xem nào khuôn mặt nhược mai bắt đầu xanh lét và nói một cách lo lắng không sao em không cần để ý đến nó chỉ là vết thương nhỏ thôi lê uy long nói muốn chấn an chu nhược mai đừng nói nhiều nhanh cởi áo anh ra cho em xem, đây là mệnh lệnh đấy. Nhược Mai nói một cách dứt khoát, cô đã trông thấy vết máu loang lổ nhuộm đỏ thấm chiếc sơ mi trắng anh đang mặc, và linh cảm cho cô biết rằng thương thế của anh không hề nhẹ. Nhưng Lê Uy Long vẫn ngoan cố không muốn cởi nó ra nên Chu Nhược Mai đành tự tay cởi bỏ bộ đồ. Lúc này, cô mới nhận ra tay áo sơ mi trắng bên trong của anh đã bị dính máu trong một thời gian dài, ngay cả chiếc gạc trắng được băng bó trên cánh tay anh cũng đã dướng máu. Cô đã bàng hoàng mất một lúc. Một vết thương nghiêm trọng như vậy mà anh còn nói chỉ là một vết thương nhỏ. Tại sao anh lại bị nặng tới mức này hả? Nhìn xem, thế này đau lắm phải không? Chu Nhược Mai lo lắng hỏi. Nó là do bị trúng đạn của địch, Lê Uy Long không thể che giấu sự thật thêm nữa và đành phải thừa nhận. Trúng đạn, tại sao anh đã chịu một chấn thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn cố chịu đựng để tham dự lễ cưới với em? nhược mai nói gắt lên, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng cảm thấy rất dai dứt. Thì bởi vì anh không muốn làm em phải thất vọng thêm nữa, anh đã hứa với em điều gì thì anh nhất định sẽ làm. Lê Uy Long nói, trong lòng Chu nhược mai lúc này là một mớ hỗn độn bất ngờ và cảm động, nước mắt cô không ngừng rơi ra. Cô không ngờ rằng Lê Uy Long chỉ vì một lời hứa với cô mà không màng cả tính mạng. Bây giờ, Cô cũng chợt nhớ ra rằng lúc nãy khi ở khách sạn cô đã kéo mạnh tay phải của Lê Uy Long khiến anh toát mồ hôi. Xem ra không phải vì anh sợ hãi kẻ thù, mà là vì quá đau đớn. "Vết thương này không là gì với anh, đừng khóc." Lê Uy Long vội vã an ủi. Chu Nhược Mai im lặng không nói, nhưng cô bất ngờ đứng nhón chân lên và hôn nhẹ vào môi của Uy Long. Chương 44 tiễn biệt. Lê Uy Long sững sờ, anh cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp và ngọt ngào của Chu Nhược Mai đang áp lên môi mình. Khi anh vừa định phản ứng lại, Nhược Mai đã nhanh chóng rời ra. "Sao, sao em lại làm vậy? Phải để anh chuẩn bị tâm lý trước đã chứ." Lê Uy Long ngượng nghịu mím môi để cảm nhận chút dư vị còn sót lại. Đây là việc thân mật nhất giữa anh và Chu Nhược Mai kể từ khi kết hôn cách đây 3 năm. Lúc này, Chu Nhược Mai cũng đã nhận thức được hành động táo bạo của mình, cô đỏ bừng mặt chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó trên mặt đất để chui xuống. Chỉ vì quá xúc động, cô đã hôn Vĩnh Thiên. Đêm nay vốn dĩ là đêm động phòng của chúng ta, nếu em không ngại, chúng ta. Có thể chứ, Lệ Uy Long thấy khuôn mặt ngại ngùng của vợ mình thì càng hồi hộp phấn khích. Đừng có vội nghĩ về điều đó, sẽ không có lần thứ hai nữa đâu. Chu Nhược Mai đỏ mặt nói, mặc dù trong lòng cô đã thầm chấp nhận Vĩnh Thiên, nhưng có một vài chuyện mà cô ấy vẫn chưa sẵn sàng nụ hôn vừa nãy đã là bước đột phá lớn nhất của cô được rồi vậy bây giờ cũng không còn sớm nữa anh phải lên đường và đi về phía tây khi anh không ở nhà em nhớ phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận và chờ anh quay lại đấy lê uy long nói anh có thể không đi đến đó chiến đấu không nhược mai hỏi cô biết trong một trận chiến thì không thể tránh khỏi những tổn thất những hy sinh trong lòng cô thực sự lo lắng rằng lê uy long sẽ gặp tai nạn nhược mai là một người lính anh phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc bảo vệ đất nước anh không thể trốn tránh việc này được lê uy long ôn tồn nói chẳng lẽ không ai khác có thể gánh vác nó ngoại trừ anh ư chu nhược mai vẫn hờn rỗi phải đất nước này không thể thiếu anh được chính thiên thành cũng đã nói thế lê uy long bật cười trước vẻ giận dỗi rất đáng yêu của cô bỏ đi đừng đến đó nữa em không muốn anh tham chiến em không cần anh có chiến tích gì hết em không cần làm phu nhân này nọ em không muốn anh vì em mà gặp chuyện nữa. Em chỉ cần anh ở nhà và nấu ăn cho em mãi thôi. Chu Nhược Mai phụng phịu. Thôi nào, nếu ai cũng sợ chết và không muốn chiến đấu thì ai sẽ là người bảo vệ đất nước của chúng ta đây? Hiện giờ quân đội của địch đã đến hoành hành ở phía tây nước ta. Nếu không diệt trừ kịp thời, chúng sẽ được đà lấn tới và nuốt chửng chúng ta. Đến lúc đó, liệu anh có thể an toàn ngồi nhà mà nấu cơm cho em nữa không? Lê Uy Long nói, được rồi, nếu anh muốn thì cứ đi đi nhưng anh nhất định phải sống phải bình an trở về với em anh biết chưa hả chu nhược mai dĩ nhiên có thể hiểu được lời lê uy long nói cô không muốn buộc anh phải ở lại chỉ là cô không nỡ vậy khi anh không ở nhà em hãy thay anh chăm sóc bố để ông ấy có thể sống những ngày tháng thoải mái hạnh phúc cuối đời ông ấy đã nuôi lớn anh thành người nhưng đến giờ anh vẫn chưa cho ông ấy được hưởng bất kỳ phước lành nào bây giờ anh lại chuẩn bị phải ra đi không có thời gian để ở bên phụng dưỡng ông. Nên em hãy giúp anh có được không?" Lê Uy Long nói và nhìn cô với ánh mắt tin cẩn. "Yên tâm, chúng ta là vợ chồng, bố của anh cũng chính là bố em, em sẽ chăm sóc ông ấy thật chu đáo." Chu Nhược Mai nói. "Tất nhiên là anh tin tưởng em, chỉ là anh lo rằng mẹ em sẽ tìm cách làm khó ông ấy." Lê Uy Long lo lắng nói. "Em sẽ để ý việc đó, anh không cần phải lo lắng đâu." Chu Nhược Mai mỉm cười vậy thì tốt rồi bây giờ anh phải mau chóng lên đường em hãy bảo trọng lê uy long nói với vẻ gấp rút lúc này chu nhược mai đột nhiên hỏi đêm nay là đêm động phòng lãng mạn của chúng ta anh định rời đi ngay lúc này thật sao lê uy long ngạc nhiên trong thoáng chốc nhìn cô dò hỏi em muốn anh làm gì không em chẳng muốn làm gì cả chu nhược mai giận dữ nói Lê Uy Long này có phải là quá ngốc nghếch và chậm tiêu rồi không? Anh và cô đã kết hôn được 3 năm nhưng đến giờ cô vẫn là một trinh nữ. Lúc nãy cô đã đánh bạo chủ động bước đầu tiên, chẳng lẽ việc gì cô cũng phải chủ động hay sao? Thấy Chu Nhược Mai có chút tức giận, Lệ Uy Long biết rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Một khi cơ hội này bị bỏ lỡ, chắc chắn rất khó để lấy lại. Nhưng anh vẫn điềm đạm, anh phải đáp máy bay xuống sân bay phía tây lúc 11 giờ 30 Bây giờ cũng đã gần đến giờ rồi chúng ta nên ra ngoài nói chuyện với bố mẹ một lúc, nếu không họ lại nghĩ chúng ta thực sự đang động phòng đấy. Được, vậy thì mau ra ngoài thôi. Chu Nhược Mai cũng không muốn bị cha mẹ hiểu lầm, nên cô và Vĩnh Thiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Tô Ánh Tuyết, người đang mải miết tham quan khắp nơi, thấy Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đi ra khỏi phòng, bà rất ngạc nhiên, nói, hai đứa ra nhanh vậy. Khuôn mặt của Chu Nhược Mai đột nhiên đỏ lên, cô lướt nhìn mẹ, nói kìa mẹ, không phải mẹ nghĩ linh tinh gì đấy chứ, con chỉ vào nói chuyện với anh ấy thôi. Phải, con cần phải đến chiến trường phía Tây để tham chiến. Khi con không ở nhà, hy vọng mọi người có thể sống hòa thuận. Lê Uy Long nói, dĩ nhiên, ta đã tự chọn phòng cho mình rồi. Chúng ta sẽ chuyển đến sống vào ngày mai. Tô Ánh Tuyết hớn hở nói, tùy mẹ, Lê Uy Long nói và nhìn bà đầy lo ngại. Cuối cùng, Lê Uy Long đến nói lời tạm biệt với cha nuôi Dương Văn Diệp, bố ơi, con phải rời đi lúc 11 giờ rưỡi con đã dặn vợ con chăm sóc bố thật chu đáo bố nhớ bảo trọng nhé con đi vội vậy sao được rồi để ta đưa con ra ngoài ông dương cũng là một người lính tất nhiên ông biết nhiệm vụ của những người lính và sẽ không cản trở việc lê uy long tham chiến thế rồi hai người cùng bước ra khỏi biệt thự chu nhược mai cũng theo sau chồng cô sắp ra tiền tuyến là một người vợ cô chắc chắn không muốn để anh đi nhưng biết làm sao được minh hải Thiên Thành và một nhóm vệ sĩ đã chờ sẵn bên ngoài. Tiểu Thiên, đến biên giới phía tây lần này, con và các anh em khác phải giữ vững lực lượng cũng như uy tín quốc gia và cho kẻ thù một bài học nhớ đời khi dám xâm chiếm đất nước chúng ta, nhớ chưa hả? Dương Văn Diệp nói, vâng thưa bố, bố cứ ở nhà chờ tin tốt của con nhé. Lệ Uy Long nói, tốt, thật đáng tiếc khi xương cốt của ta quá yếu nên không thể ra chiến trường giết kẻ thù, nếu không cha con chúng ta đã có thể cùng nhau ra chiến trường để chiến đấu cho đất nước rồi dương văn diệp nói trong tâm trí ông bỗng hồi tưởng lại những kỷ niệm trên chiến trường năm xưa bố bố đừng lo sẽ không có chuyện con để bố phải ra nơi khốc liệt đó chiến đấu đâu một mình con trai của bố có thể thừa sức giải quyết bọn chúng lê uy long nói và cười tinh nghịch câu nói của lê uy long thực sự khiến ông dương vỡ hòa trong niềm vui ông nói khi con có thể chiến thắng trở về hai cha con chúng ta sẽ làm một bữa nhậu thật hoành tráng nhé dĩ nhiên rồi vì vậy nên bố nhất định phải giữ sức khỏe để chờ con trở lại nhé lê uy long cười nói được được ta nhất định sẽ cẩn thận dương văn diệp nói nhược mai khi anh không ở nhà nếu em gặp phải bất cứ chuyện gì hãy cố gắng chịu đựng và chờ anh quay lại để giải quyết lê uy long cũng cẩn thận nhắc nhở chu nhược mai được anh nhất định phải trở về đấy em sẽ luôn đợi anh ở nhà chu nhược mai miến cưỡng nói yên tâm đó chỉ là một trận chiến nhỏ anh chắc chắn sẽ trở về nhà an toàn giờ anh phải đi rồi tạm biệt lê uy long chào mọi người và lặng lẽ quay đi thiên thành thấy lê uy long bước tới đã vội vã nói xin lỗi soái tướng xin lỗi khi đã buộc anh ngay trong đêm động phòng lại phải rời xa nhà rồi đi tới một nơi xa xôi hàng ngàn dặm như vậy đừng nói vậy tôi cũng đâu còn trẻ nữa mà lúc nào cũng hứng thú với đêm động phòng anh đáp một người hộ tống lập tức mở cửa cho lê uy long anh bước vào và ngồi trong xe jeep minh hải và thiên thành cũng lần lượt lên xe cùng lực lượng đặc nhiệm sau đó cả lứ đoàn xe bắt đầu lăn bánh chu nhược mai và dương văn diệp lặng lẽ nhìn theo bóng lê uy long đang ngồi trong xe jeep ngày càng xa dần chỉ đến lúc này chu nhược mai mới biết cô thực lòng miễn cưỡng với lê uy long đến mức nào đôi mắt cô lại nhòe nước mắt ông dương cũng vậy có người cha nào lại muốn con mình phải lao đầu vào nơi sinh tử ấy đâu? nhưng vì bình yên của quốc gia, ông buộc lòng phải để con trai ra chiến trường. cho đến khi chiếc xe jeep chở lê uy long biến mất vào màn đêm, dương văn diệp mới nói: thôi nào, trời bắt đầu trở gió rồi, chúng ta hãy quay vào bên trong thôi. vâng, chu nhược mai khẽ đưa tay lau nước mắt, rồi đỡ ông vào bên trong biệt thự. sau khi tô ánh tuyết trở về chu gia, bà nói rằng lê uy long chỉ là một quân nhân bình thường. Toàn bộ trên dưới Chu gia nghe được điều này đều đã bị sốc. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến tai Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy. Chu Lệ Ngọc khi biết rằng Lệ Uy Long vẫn chỉ là một người lính bình thường thì nghiến răng căm phẫn và bắt đầu suy nghĩ cách để trả thù việc bị làm nhục trong đám cưới. Chương 45 Dương Văn Đoàn bị đuổi đi. Sau khi đến căn cứ phía Nam bằng ô tô, Lệ Uy Long đã đi phi cơ chuyên dụng với Thiên Thành và bay đến biên giới phía Tây ngay trong đêm. Khi anh rời đi, những cảnh vệ của anh ở thành phố Quốc Hòa cũng rút về khu vực căn cứ phía nam thành phố. Vậy là tới ngày hôm sau, Lệ Uy Long lại quay trở về làm một người bình thường, tin tức này lại được truyền bá rộng khắp thành phố Quốc Hòa. Trên thực tế, Chu Lệ Ngọc và Trần An Khang chính là những người tung tin đồn này. Mọi người trong toàn thành phố đều đã biết về lễ cưới Long trọng bậc nhất Quốc Hòa ngày hôm qua vậy mà giờ họ lại vỡ lẽ ra rằng Lê Uy Long có thể vụt sáng thành tiên như vậy là nhờ đã cứu mạng Vũ Hải nên được anh ta trả ơn chứ bản chất vẫn không hề có năng lực gì cả. Qua một đêm, mọi người lại trở nên khinh bỉ Lê Uy Long. Cho rằng anh chỉ lợi dụng các mối quan hệ để được mắt mặt, là một kẻ tiểu nhân. Tô Ánh Tuyết khi biết tin tức Lê Uy Long là một người bình thường đã lan ra khắp thành phố Quốc Hòa thì cũng rất hối hận vì đã chót lỡ lời. Nếu bà không nói ra, có lẽ đến bây giờ những người khác vẫn sẽ nghĩ bà có một người con rể bề thế và bà ta vẫn sẽ được nể trọng. Tô Ánh Tuyết nhanh chóng chuyển đến biệt thự trên đồi mây. Dù chồng bà, Chu Hòa, không muốn như vậy, nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn kiên quyết yêu cầu ông đi cùng, nên ông đành chấp thuận. Ngày hôm sau, Chu Nhược Mai trở lại công việc tại tập đoàn DG. Để có thể quen với tập đoàn này càng sớm càng tốt, đôi khi cô phải ở lại rất muộn để làm thêm giờ. Cha cô giống con gái mình cũng phải đến công ty của Chu Gia để làm việc mỗi ngày, và luôn phải tranh thủ tăng ca. Trong khi đó, Tô Ánh Tuyết không phải đi làm, bởi vậy, hàng ngày chỉ còn bà và ông Dương trong căn biệt thự to lớn lạnh lẽo. Từ khi biết rằng Lệ Uy Long thực sự không phải là một người giàu có quyền lực, Tô Ánh Tuyết ngày càng khó chịu khi trông thấy cha nuôi của anh. Bà đặc biệt ghi nhớ ngày cưới của con gái, bởi hôm đó bà đã nói rất nhiều lời thiếu tôn trọng với ông Dương và đã bị Lệ Uy Long ghi hận. Sau đó, khi chồng bà và nhược mai không ở nhà bà ta bắt đầu gây rắc rối cho ông dương một cách thường xuyên và thậm chí còn yêu cầu ông phải dọn vệ sinh dương văn đoàn đã từng phục vụ trong quân đội như một người lính chịu đựng biết bao khó khăn nên hoàn toàn không phàn nàn về việc này nhưng dù ông đã vất vả chăm chỉ như thế nào tô ánh tuyết cũng không hài lòng bà ta chỉ muốn nhanh chóng đuổi dương văn đoàn đi để có thể độc chiếm căn biệt thự đắt đỏ do đó tô ánh tuyết bắt đầu tăng cường việc bắt nạt ông khi ăn hạt hướng dương bà ta cố tình thả vỏ hạt hướng dương xuống đầy đất và buộc ông phải quét dọn khi uống nước bà cũng cố tình vẩy nước trên mặt đất để ông dương phải lau sạch và rất nhiều công việc không tên khác dương văn đoàn chỉ là một ông lão với cái chân phải bị tàn tật dù vậy ông ấy vẫn phải bận rộn mỗi ngày giống như lê uy long trước kia ông đã đảm nhận tất cả các công việc nhà chu nhược mai và chu hòa không hề biết về những chuyện này dương văn đoàn dù sao cũng vẫn là một cựu chiến binh đã từng tham gia vô số trận chiến bất chấp một chân tàn tật ông vẫn thừa sức xử lý tô ánh tuyết nhưng ông đã hứa với lê uy long là sẽ chăm sóc chu nhược mây và sống hòa thuận do đó ông vẫn tiếp tục nhẫn nhịn một đêm nọ cả chu nhược mai và chu hòa đều làm việc thêm giờ nên trở về nhà rất muộn tại căn biệt thự văn đoàn nhanh đổ chậu nước rửa chân này đi cho tôi Tô Ánh Tuyết la lớn trong khi đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa và xem TV. Ông Dương không nghĩ Tô Thị lại có thể quá đáng tới mức đó. Ông tức giận, tôi không phải là người hầu của bà, tại sao tôi phải đi đổ nước rửa chân cho bà? Sao hả, ông bình thường đã rất vô dụng rồi, bây giờ đến một thau nước cũng không bê được phải không, đúng là cha nào con nấy. Thật đáng thất vọng, nói xong, bà ta đá chân mạnh một phát, thau nước rửa chân bất ngờ đổ tràn xuống mặt đất. Không nhìn thấy gì à? Nhanh chóng dọn sạch tất cả nước trên mặt đất đi chứ, hoặc là cút ra ngoài và đừng bao giờ quay lại nữa." Tô Ánh Tuyết hét lên với Dương Văn Đoàn một lần nữa. "Được, vậy tôi sẽ đi." Ông Dương thực sự không thể chịu đựng được cục tức này thêm nữa và lập tức bước ra khỏi biệt thự. Lúc này, đã hơn 10 giờ tối và xung quanh khu vực biệt thự trên đồi mây tương đối yên tĩnh. Dương Văn Đoàn lặng lẽ bước xuống từ ngọn đồi và nghĩ đến việc sẽ đi nhờ ô tô về nhà của mình ở ngoại ô thành phố. Khi đi bộ qua một công viên, ông bất ngờ nhìn thấy một nhóm đàn ông đang vây quanh một cô gái trẻ và xinh đẹp. Dương Văn Đoàn lập tức cau mày, quyết định sẽ đứng lại quan sát một lúc. Các người định làm gì? Cô gái trẻ xinh đẹp sợ hãi và run rẩy hỏi. Tên của cô gái là Lâm Khánh Hoa, một sinh viên đại học năm cuối. Em gái, không cần sợ hãi thế, cậu chủ của bọn này chỉ muốn mời em lên xe và đưa đi chơi đây đó một chút thôi một trong những người đàn ông vạm vỡ đang đứng quanh cô gái nói. Tên hắn là Lưu Bảo Thục, còn vị thiếu gia mà hắn nói chính là Trương Minh Trí, chủ nhân trẻ của gia đình họ Trương, gia tộc giàu có bậc nhất thành phố Quốc Hòa. Lúc này, Trương Minh Trí đang ngồi trong một chiếc xe thể thao Ferrari và lặng lẽ quan sát sự việc. Dương Văn Đoàn thấy rằng ngoài một chiếc Ferrari đang đậu cạnh công viên, còn có hai chiếc Porsche và năm chiếc Mercedes-Benz đang đỗ cạnh đó, và có rất nhiều người đang ngồi trong những chiếc xe này tôi không muốn đi, các người còn không nhanh chóng buông tay, tôi sẽ la lên đấy. Lâm Khánh Hoa hoảng hốt nói. Nơi này vắng vẻ như vậy, ngay cả khi em gái hét đến rát cổ hỏng cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy đâu. Thích thì cứ hét lên đi, kể cả khi có ai đó nghe thấy, cũng không ai dám cứu cô em đâu. Lưu Bảo Thục nói và cười nham hiểm, cứu, cứu. Cứu tôi với Lâm Khánh Hoa bắt đầu la hét kêu cứu. Thôi, nhanh kéo nó vào xe đi lưu bảo thục không muốn mất thêm thời gian và ra lệnh ngay lập tức những kẻ khác bắt đầu tụng lại và giữ chặt lấy cô gái cứu ai đó làm ơn lâm khánh hoa kinh hãi và cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên lũ khốn nạn buông cô gái đó ra dương văn đoàn nãy giờ đã phải chứng kiến cảnh một đám đàn ông cưỡng chế con gái nhà lành trong lòng ông vô cùng tức giận bản tính cương trực và nóng nảy của một người lính lại trực trào trong con người ông lúc này vì vậy ông đã hét lớn lên Lưu Bảo Thục và những người khác nghe thấy tiếng của Dương Văn Đoàn thì lập tức quay lại nhìn xem kẻ nào dám to gan như vậy. Chu Nhược Mai vừa về đến nhà, cô rất ngạc nhiên khi thấy sàn nhà đầy nước, nhưng Tô Ánh Tuyết thì vẫn đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa xem TV, bèn hỏi, mẹ ơi, tại sao lại có nước trên mặt sàn thế này? Mẹ không quan tâm đến việc đó, đợi mẹ xem nốt tập phim này đã rồi tính. Tô Ánh Tuyết đáp sửng dưng. Bố Dương đâu, chu nhược mai không thấy bố chồng ở nhà thì lo lắng hỏi lão già đó đã bị mẹ mắng cho hai lần nên dỗi bỏ nhà đi rồi tô ánh tuyết nói gì cơ mẹ còn mắng bố chồng con à chu nhược mai tức giận nói lớn lão già vô dụng đó mẹ đã yêu cầu ông ta đi đổ nước rửa chân cho mẹ rồi nhưng ông ta vẫn không chịu làm vô tích sự hệt như thằng con trai bà ta vẫn thản nhiên không quan tâm mẹ quá đáng lắm nhược mai cau mày tức giận Trước khi Lê Uy Long rời đi, anh đã lo lắng rằng mẹ cô sẽ gây khó dễ cho cha anh. Vì vậy, anh đã dặn dò cô chăm sóc cho ông ấy. Lúc đó, cô đã hứa với Uy Long rằng nhất định sẽ phụng dưỡng cha nuôi của anh thật tốt. Thật không ngờ, điều này đã xảy ra ngay khi cô không có ở nhà. Thái độ đó của con là sao hả? Mẹ suốt ngày phải ở nhà với ông ta. Mẹ thấy khó chịu khi phải nhìn thấy lão già què đó. Mẹ chỉ muốn đuổi quách ông ta đi cho rồi. Tô Ánh Tuyết tức giận nói, ông ấy đã đi được bao lâu rồi, Chu Nhược Mai giờ không còn thời gian để bàn luận thêm với mẹ nữa, chỉ muốn nhanh chóng đưa ông Dương quay lại. Bây giờ đã gần nửa đêm, nếu bố chồng cô gặp điều gì bất chắc, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn Lê Uy Long. Chắc tầm 20 phút, Tô Ánh Tuyết nói, vừa nghe dứt câu, Chu Nhược Mai đã lập tức đi ra xe của mình. Tô Ánh Tuyết hét lớn, giờ này con còn định đi đâu? Con đi tìm bố chồng con. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông ấy, con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu." Chu Nhược Mai nói vội vã trong khi chạy xe dần ra ngoài cổng. Sau khi ra khỏi biệt thự, cô nhanh chóng lái chiếc Lamborghini xuống đồi, cố gắng tìm kiếm và đuổi theo Dương Văn Đoàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 45.